Chương 21 Chapter 21 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương Chapter 21 dịp giai đi công tác thời gian kỳ thực rất căng trương, tối hôm qua xã Giao Hoàng sau lại tiếp đến trong công ty điện thoại, nói là có khác hợp tác phương án. Nhưng là vẫn là sớm đến xem dịp hành, dù sao cũng là bản thân duy nhất muội muội thế nào đều phải để bụng một chút, chính là không nghĩ tới hội ngộ đến cố kiêu, muốn theo đuổi của hắn muội tử đến đây. Nhất tưởng đến hắn kia phó không sợ trời không sợ đất sắc mặt đã nghĩ tấu hắn một quyền. Nhưng là ngại cho muốn duy trì hắn anh Tuấn nhã nhặn hình tượng, hắn vẫn là nhịn xuống đến, hơn nữa càng xem càng phát hiện cố kêu mặt mày có ba phần giống người kia, không khỏi liễm mi trầm tư. Sau này thay dịp hành làm tốt thủ tục xuất viện, hắn là lái xe tới được, biết được cố kêu cũng lái xe đi lại, cực chi bất hữu thiện quát cố kêu liếc mắt một cái, rồi sau đó điểm danh, nhường Diệp Hành cùng Lương Tư cùng hắn đi. Trên đường đương nhiên phải hảo hảo cùng nhà mình muội tử nói chuyện phím, có Lương Tư ở bên cạnh, cũng không đến mức tẻ ngắt. Hắn biết đến, muội muội tuy rằng vô thanh vô tức, kỳ thực vẫn là oán của hắn, chính là làm ca ca, liền tính muội muội đổi hắn, hắn cũng chỉ có thể chịu, ai bảo hắn so nàng lớn vẹn vẹn 7 tuổi đâu. Huynh trưởng như cha, vẫn là có nhất định đạo lý. Hơn nữa, hắn tin tưởng, một ngày nào đó nàng sẽ minh bạch của hắn nổi khổ tâm. Phát động xe phía trước, tư nhiên thu được mổ vị cố tiểu thư tin nhắn, ngữ khí nhìn như rất có lễ phép, kỳ thực phi thường hướng, nhớ tới nàng tối hôm qua giận mà không dám nói gì vẻ say rượu, nhịn không được cười thầm, mở ra tin tức xem xét. Cố tiểu thư Dịp tiên sinh, ngài hảo, tối hôm qua thật cao hứng có thể cùng ngài cùng ăn bữa tối, nhưng là về Internet tiểu thuyết không hề xuất bản giá trị vấn đề ta là không ủng hộ, vì chứng minh của ta cách nói, sắp tới nội ta nhất định sẽ bày ra ra một quyển sau ngươi trên đỉnh đầu kia bản chính thống bộ sách rất tốt lượng tiêu thụ thư đến, đến lúc đó mời ngài mỏi mắt mong chờ, cảm ơn. Dịp giai thế này không biết trời cao đất rộng tin nhắn, mỉm cười, hắn là chuyên môn bày ra chính thống bộ sách, Internet tiểu thuyết tuy rằng cũng có rất nhiều tân duệ tác phẩm, nhưng là đại đa số dưới tình huống cũng không có thể trở thành kinh điển, nhất là nữ tầng, càng là tiểu chúng rối tinh rối mù, cận dựa vào một đám thấp linh hoặc là thuần túy phát mộng tưởng hảo huyền độc giả duy trì, căn bản liên tục không được bao lâu, cho nên giữa bọn họ ý kiến mới ngăn cản. Nghĩ nghĩ, vẫn là gửi đi. Tối hôm qua ngươi không là uống rất túy sao. Hôm nay sáng sớm là còn chưa có giải trừ say rượu, cho nên như vậy hỏa đại. Lại phát ra một cái đối với ngươi vừa mới theo như lời cái kia vấn đề, ta mỏi mắt mong chờ, chờ mong ngươi xuất ra rất tốt lượng tiêu thụ tác phẩm. Này tin tức phát hoàng, Diệp Giai cũng không quản đối phương có không hồi phục, trực tiếp khu xe ra bệnh viện, hỏi Diệp Hành. Hồi trường học vẫn là về nhà. Hồi trường học đi, ta kỳ thực không có gì đại sự, đã chậm trễ một ngày chương trình học, lại xin phép tổng không tốt. Diệp Giai nghe xong không có dị nghị, khu xe mang các nàng hồi trường học, thời kỳ tự nhiên không thể thiếu một phen câu hỏi. Diệp Giai Cái kia nam sinh tên gọi là gì? Cũng không có nhiều lắm do dự, trực tiếp trả lời. Cố kêu Họ cố Có một tia nghi hoặc, luôn cảm thấy thật khéo. Là Có phải không phải có cái đại hắn vài năm tỷ tỷ? Là Diệp hành đáp hoàng, hồ nghi nhìn hắn. Diệp giai chuyên tâm lái xe, cũng không có xem nàng, mà là hỏi lương tư lương tư cái kia họ cố tiểu tử là cái gì lai lịch thế nào đột nhiên tìm tới cửa lương tư biết diệp giai tính cách cũng biết hắn hộ muội cùng ma thuộc tính lúc trước cũng là bởi vì hắn cho nên diệp hành mới tránh được một kiếp này đây hai người liên hệ tuy rằng không nhiều lắm bất quá mỗi lần diệp hành gặp được loại chuyện này thời điểm hai người luôn có thương có lượng bất quá trước kia là riêng về dưới trao đổi hôm nay là minh mục trương đảm thảo luận Diệp Hành nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái, có chút hứa bất đắc dĩ. Lương Tư chi tiết giao đãi. Diệp ca ca, cố kêu làm người tin được, ngươi yên tâm. Ngươi cùng hắn nhận thức thật lâu. Theo kính chiếu hậu trung liếc nhìn nàng một cái, có chứa xem kỹ. Trung học khi cùng hành tử liền nhận thức, đại nhất thời cũng có cùng nàng từng có cùng xuất hiện, bất quá hành tử không tiếp thu nhân, quên hắn mà thôi thế nào nghe qua giống như phụ lòng hán A, bộ dạng này. Diệp dai trầm mặt, không có hỏi lại đi xuống, bởi vì hắn ở suy xét việc. Chính là ở phóng các nàng xuống xe thời điểm vẫn là dặn dò Diệp hành muốn giữ mình trong sạch, không cần dễ dàng tin tưởng người xa lạ. Lương tư ám trà sát trà xác suy nghĩ Diệp gia ca ca muội khống thuộc tính thật sự là rất mạnh, đáng thương cố học thần đến bây giờ vẫn là ở người xa lạ hàng ngũ, cố mà làm vì hắn bi ai năm giây đi. Diệp vai khu xe sau khi rời khỏi, Cố Kiêu cũng dừng xe xong, Du Hinh cùng Mai Đông đi theo của hắn bên cạnh, nhất là Du Hinh, phi thường nhiệt tình, ngồi 20 phút xe sau, đã cùng Cố Kiêu phi thường thuộc lạc, cũng bộ ra Diệp Hành rất nhiều trong sinh hoạt thói quen nhỏ xuất ra, lại thể hiện rồi bạn trai lực mắt phong phạm. Sau này ba nhân thấy Diệp Hành cùng Lương Tư cũng xuống xe, chủ động đem không gian nhường cho bọn hắn hai người, lúc gần đi này ba vị hảo thất, sung, hữu. Diêu còn đối Diệp Hành chớp mắt làm mũi, cho nàng bơm hơi, nhìn xem Diệp Hành một mặt không nói gì. Cố Kiêu tự nhiên là mỉm cười nhìn theo các nàng rời đi, Diệp Hành trong tay còn cầm này nọ, theo bản năng đưa tay thay nàng lấy đi lại, Diệp Hành tự nhiên là không đồng ý, Tam Phiên chối từ dưới cũng là chống lại hắn thâm thúy ánh mắt, ngươi vẫn là bệnh nhân, không cần cậy mạnh. Yên tâm, không cần thiết nhớ trướng. Diệp Hành. Quy a quy, thật to ta thực không là ý tứ này a à. tác giả có chuyện muốn nói nếu này tuần lễ còn có bản đăng lời nói vẫn là hội tiếp tục tùy bản càng mỗi ngày ở xe bus thượng mã tự đi khi cũng mã tự loại này cuộc sống cũng là tuyệt bằng không không đủ thời gian viết a a a a a spoiler cố kêu ha 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 ta đã nghĩ đến bồi thường phương pháp dịp hành đồng học chờ hố đi bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 22 Chapter 22 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương Chapter 22 Ca ca ngươi thật quan tâm ngươi, thật tốt. Cố kêu đột nhiên tiêu ra một câu ba phải sao cũng được lời nói đến, nhưng dịp hành có chút mộng vòng. Ngươi không là có cái tỷ tỷ sao? Chẳng lẽ đối với ngươi không tốt? ta gia tỷ tỷ ra vẻ đạo mạo, tối hôm qua còn uống say, coi ta là thành mổ cái hỗn đảng tấu. Diệp hành bỗng nhiên không lời nào để nói, không biết nên thế nào tiếp được đi. Nga, đúng rồi, trước ngươi không phải nói phiền toái đến ta cảm thấy ngượng ngùng sao. Ta nghĩ đến muốn bồi thường. Là cái gì? Không biết vì sao có loại dự cảm bất hảo. Mỗi ngày theo giúp ta ăn bữa sáng cùng bữa tối, ít nhất 3 tháng. Cố kêu đồng học, ngài là đùa đi. Không thể tin, chậm rãi nghiêng đầu nhìn hắn, vì sao mỗi lần hắn nói ra lời nói đều kinh sợ như vậy. Ngươi cảm thấy ta ở đùa sao? Cố kêu nhìn lại nàng, không biết tại sao, ánh mắt có chút hứa giảo hoạt. Diệp hành nhìn đến hắn nghiêm cẩn biểu cảm cả người nhịn không được củ rũ xuống dưới, liền không có khác bồi thường phương pháp sao? Có là có, chính là ngươi xác định muốn nghe sao? Đinh, phúc hắc cố học thần đã sử xuất hồng hoang lực không. Vẫn là không xong. Diệp hành đỉnh cố kêu hỏa liệu lửa nóng tràn ngập trêu tức ánh mắt vẫn là túng, vừa đúng đến ký túc xá dưới lầu, lập tức cùng hắn nói lời từ biệt, nhưng là đi đến nửa đường mới phát hiện bản thân gì đó ở trên tay hắn, chỉ có vừa giận tốc đi vòng vèo, tiếp nhận trong tay hắn gì đó, cúi đầu nói với hắn một tiếng cảm ơn, rồi sau đó là chạy đến nhanh hơn, tựa như yến tử nhẹ nhàng bàn thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy. Đây là ở thẹn thùng sao trong lòng yên lặng tưởng. Hắn đứng ở dưới lầu, luôn luôn nhìn theo nàng thượng đến ba lâu trở về ký túc xá thế này mới xoay người rời đi, trong lòng là tràn đầy xuất ra hạnh phúc. Ân, là hạnh phúc. Có thể không hạnh phúc sao? Dùng người tình đổi lấy ba tháng bồi ăn kỳ, hắn tính toán tiền hai tháng làm của nàng chuẩn người yêu, sau một tháng làm của nàng chính thức người yêu. Nghĩ đến đây, bên môi tươi cười là càng lớn, rời đi bước chân cũng là càng thêm nhẹ nhàng. Diệp Hành lại nghỉ ngơi vài ngày mới cảm thấy bản thân triệt để hảo lên. Thời kỳ, Lương Tư lại hướng nàng nhắc tới, ta phi ta, họa tranh minh họa công việc, trải qua nhiều luân sàng chọn, nàng đã ở diệu ngữ liên châu lý tranh thủ đến nữ ngũ hào này nhân vật, tuy rằng phối âm bộ phận không nhiều lắm, nhưng là nàng làm xã ngoại nhân viên có thể tranh thủ đến này nhân vật đã tốt lắm. Hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông A. Hành tử, diệu ngữ liên châu xã trưởng tư tính quá ngươi, ngươi có không lưu ý a à? diệp hành đang ở đuổi văn viết đến ta phi ta nữ chính phục sinh khẩn yếu quan đầu cũng không quay đầu lại trở về một câu không có hắn tìm ngươi đều mấy ngày xuất phát từ lễ phép cũng hẳn là hồi phục hắn một chút đi hắn tìm ta sự tình gì về tranh minh họa sự tình a à, tịnh phi nghiêu họa kỹ ngươi là đã chứng kiến thôi của hắn trợ lý đậu đậu cùng xã trưởng nói nếu có thể liên hệ đến ta phi ta nguyên tác giả lời nói liền tiếp, liên hệ không lên vậy tính. Nga. Nga một câu sau sẽ lại vô câu dưới. Cho nên ngươi ý tứ là thế nào a? À? Lương Tư biết thời cơ không đúng, nhưng là thật vất vả khơi màu nói ra, vẫn là đối nàng nói một câu. Đợi chút đáp lại ngươi, ta ở trong tiểu hắc ốc, còn kém năm nghìn tự. Nói xong liền không bao giờ nữa bất kể nàng, ngón tay đánh cho bay nhanh, ánh mắt cũng chuyên chú. Lương Tư ám thở dài một hơi, không nói gì nhìn trời, 5.000 tự, dựa theo nàng 3.000 tự một khi tốc độ tay, đó là muốn 1 giờ 25 phút tài năng xuất quan. Sinh không thể luyến mặt. Di đại thần thời gian thật khó ước mặt khác một bên, Du hình cùng Mai Đông Thượng Hoàng giờ thể dục trở về, cùng Lương Tư còn có dịp hành đánh tiếp đón sau, nói. Bắc giáo bên kia kiến trúc hệ muốn chuyển đi lại chúng ta nam giáo bên này, các ngươi biết không? Lương Tư đang ở luyện thính lực, tháo xuống tai nghe. À, thế nào như vậy đột nhiên? Du Hinh Cũng không tính rất đột nhiên, đến trường kỳ đã thu được tiếng gió, nói là muốn một lần nữa chỉnh hợp trường học tài nguyên, kiến trúc hệ không tính một cái đại hệ, lại cùng nghệ thuật hệ có chút liên hệ, hai cái hệ ở đồng nhất cái giáo khu cũng tốt làm trao đổi. Lương Tư nhớ tới này, luôn cảm thấy bản thân giống như quên mổ ta sự tình không có nhớ lại, chỉ có hỏi nàng Khi nào thì chuyển đi lại như muốn chúng ta hỗ trợ sao đại khái là nửa tháng sau cụ thể còn phải xem trường học bố cáo kiến trúc hệ nhân không nhiều lắm lời nói như vậy ký túc xá lại là thế nào an bày các nàng chỗ nhà này ký túc xá kỳ thực cũng không có trụ mãn hữu hảo chút phòng không xuất ra đâu này ta không rõ ràng lắm du hình nhúng nhúng vai sau đó oán giận ta cả người thối hãn đi trước tắm rửa một cái lạch cạch nhưng là luôn luôn yên tĩnh diệp hành đột nhiên làm ra tiếng vang lương tư vọng đi qua cho rằng nàng có chuyện gì hành tử như thế nào diệp hành ngẩng đầu lên hai mắt vô pháp ngắm nhìn vừa mới du hình là nói kiến trúc hệ muốn chuyển đi lại mai đông đang ở coi cổ phiếu giá thị trường làm ra tiếng thêm một bước xác nhận ân đúng vậy không có sai nga nàng lên tiếng sắc mặt dần dần trở nên tử bạch liền ngay cả trước mắt màn hình đều trở nên không rất rõ ràng đứng lên. Đã từng muốn quên này khuất nhục năm tháng lại một đoạn đoạn nổi lên trước mắt, dịp hành hít sâu một hơi, cảm thấy đầy ngập chua sót vô pháp phát tiết, chỉ có mở ra uầy bộ, đầu ngón tay cũng là run run thật lâu đứng ở bàn phím thượng không hề động làm. Tác giả có chuyện muốn nói. Tiền phương năng lượng cao, ngày mai vì chương 3.000 tự. Spoiler Tranh sơn dầu lão yêu Cố đồng học lần sau trốn học đừng tìm ngươi phát nhỏ. Cố đồng học. Ta biết. Tranh sơn dầu lão yêu. Lý do vì sao? Cố đồng học. Mời xem tiếp theo chương. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 23. Chapter 23. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Chương. Chapter 23 ở Weibo thượng đánh lại sang sang lại giảm, vốn định phát tiếp một chút cảm tình, nhưng là tới tới lui lui rất nhiều lần sau, mới nảy sinh ác độc giống như đưa vào, ký Linh V. Quên đi, vẫn là không nói. Biểu cảm xứng đồ cái gì đều không có, trực tiếp gửi đi đi ra ngoài. Một phút đồng hồ sau, Weibo phía dưới lại nổ tung. Ta là ký Linh đần độn phấn. Thật to, ngươi là cái bốc đồng boy. Thân thể tốt sao? Ta là Linh Vũ. Chủ nhân, thân ái ta thì tốt rồi, không cần mất hứng, ba, tình yêu. Diệp gờ ta mới là Linh Vũ. Trên lầu ngươi không cần không biết xấu hổ như vậy. Chân chính Linh Vũ là sẽ trực tiếp gục chủ nhân thân ái. Phiên bản ký Linh. Tuy rằng đau lòng thật to, nhưng là ta càng đau lòng ta phỉ. Nói nàng có thể sống lại sao? Cố kêu vốn định phát vi tính nói cho Diệp Hành đến nhà ăn ăn cơm hắn vừa mới thượng hoàng vẽ vật thực khóa, thuận tiện đi nhà ăn vừa khéo. Nhưng là di động truyền đến nêu lên thanh, điểm đánh đi vào coi, vừa đúng thấy nàng phát ra ôi bộ, nghe ngữ khí giống như không tốt lắm. Nghỉ ngơi một lát, vi tính phát gửi thư tức. Linh vũ ký linh. Cố kêu đồng học ngượng ngùng, hôm nay ta không thoải mái, có thể hay không xin phép không ăn cơm, đáng thương hề hề. Di phi nhiêu. Là thân thể không thoải mái sao? linh vũ ký linh. Xem như đi, cho nên có thể hay không không bồi ăn, phi nghiêu. Thân thể không thoải mái không thể trở thành không ăn cơm lý do. Nghĩa chính lời nói phát ra đi qua, trong lòng cảm thấy càng thêm lo lắng, hắn làm cho nàng bồi ăn kỳ thực đều đã mấy ngày, tuy rằng không là mỗi lần đều là một mình ở chung, được không ngạc mỗi lần đều trải qua rất khoái trá. Hơn nữa thân thể của nàng cũng không có gì đại sự, lần trước kiểm tra ra vị niêm màng xuất huyết cũng chỉ là rất nhỏ xuất huyết, đánh châm uống thuốc rồi liền không có vấn đề gì lớn, thế nào hôm nay nghe nàng nói chuyện còn có phát quay bộ cũng không thích hợp. Lại đợi khoảng 10 phút, hắn phát ra đi vi tính cũng không có được đáp lại, biết nàng khẳng định là giận, cùng lúc đó hắn cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Cô mát tỳ khí tuy rằng không tính là tốt lắm, nhưng là trong ngày thường vẫn là rất ngoan ngoãn, tức giận khi cũng là vô thanh vô tức. Bản thân có phải không phải làm sự tình gì làm cho nàng mất hứng? Thiếu nữ tâm hải để châm A mở ra bản thân Uy cũng phát ra một cái vi tính, đồng dạng không lộ vẻ gì cùng xứng đồ. Tịnh phi nghiêu. Có người đột nhiên mất hứng, nên làm cái gì bây giờ? Phát thật sự mịt mờ, nhưng là trường kỳ ngồi thủ hắn Uy cùng trực tiếp vấn đều biết đến hắn nói là ai, không kịp xem hồi phục, cách vách tiêu dật đột nhiên kêu rên kêu to. Của ta ông trời A. Ký linh này đại lão gia nhóm gần nhất là thủng sao. Chương chương đều ngược. Nữ chính sau khi chết cho rằng hội hảo một chút, ai biết đây mới là hắn ngược khởi điểm, còn làm cho người ta sống sao. Lúc đó hắn đang ở xếp hàng đánh cơm, xếp đến vàng ống chân gà, đột nhiên liền ủ rũ, mô thơ, tỉnh cái chân gà tiền. Đánh cơm đại nương. Cho nên cố kiêu cảm thấy là dịp hành thật sự xảy ra vấn đề. Sau này gặp lương tư các nàng, Bốn người xuất hiện ba cái, Duy Độc không có thấy dịp hành. Mấy ngày nay Lý mấy người cùng nhau ăn cơm đều ăn quen rồi, ngày đó cổ đại kiến trúc sử kia đường khóa, cuối cùng là Giang Lan cùng Du Hinh tổ chính phú, Lương Tư cùng Lý Tiệp tổ chính phú, Tiêu Giật cùng Mai Đông tổ chính phú. Theo Lý mà nói, Tiêu Giật cùng Mai Đông cùng lớp không phải hẳn là ở một tổ, bất quá mọi việc tổng có ngoài ý muốn, Đại Khái là Mai Đông cổ giả hình tượng rất đắc nhân tâm nói chuyện lại là nhất châm kiến huyết thường thường không nể mặt người khác cho nên đến cuối cùng miễn cưỡng được thông qua cùng ngoại hình điều kiện cũng phi thường đáng khinh tiêu giật ở cùng nhau tiêu giật tưởng tòa soạn báo có hay không mảnh đột mai đông câm miệng ta mới tưởng tòa soạn báo cố kêu mấy người bọn họ đánh xong cơm sau chiếm chỗ ngồi lương tư các nàng tốc độ cũng rất nhanh phân tọa bọn họ đối diện trên cơ bản là dựa theo tổ chính phú trình tự đến tọa không biết là vì bảo trì đội hình chỉnh tề vẫn là khác tóm lại nhìn qua thập phần hỷ cảm nhưng là cứ như vậy cố kiêu là triệt để trở thành người cô đơn cách vách có đôi có cặp bản thân đối diện chỗ ngồi rỗng tuyết, hảo tam đối ngược cậu chính phú tịch giang nhưng là lương tư chủ động nói chuyện với cố kiêu cố kiêu hành tử làm cho ta tiện thể nhắn cho ngươi nàng thật sự không là thập phần thoải mái chúng ta lúc đi ra nàng đều nằm trên giường Nàng làm cho ta nói với ngươi một tiếng, thực xin lỗi. Giang Lan nghe xong sau có chút chẳng như vậy để ý, nàng thực xin lỗi không là cố kiêu, mà là chính nàng đi. Du hình chụp hắn, quy, ngươi bớt tranh cãi sẽ không chết đi. Ăn của ngươi cơm đi. Lý Tiệp vừa cùng bản thân bạn gái phát hoàng tin tức, thấy Tịch Giang cũng có gì đó không đúng, nói với Cố Kiêu. Huynh đệ, cấp điểm nhẫn nại, tới không tốt lời nói. Ân cười gian hai tiếng hì hì ngươi biết du hình các nàng ba người nhìn nhau cố học thần có như vậy như lợn bàn bạn cùng phòng thật sự sẽ không bị kéo thấp chỉ số thông minh sao cuối cùng vẫn là lương tư cấp ra hữu hiệu đề nghị nàng bình thường mất hứng liền thích đi sân thể dục chạy bộ có lẽ ngươi có thể thử thời vận đại khái mấy điểm chín điểm tả hữu đi hảo cố kêu không nói gì thêm Diệp Hành hôm nay này một phen phản ứng hoàn toàn là đem hắn buổi tối an bày đều đánh gãy, buổi tối hắn muốn trực tiếp, gần nhất tham gia nhất kỳ nhân khí úp chủ trực tiếp tiết mục, đạt được cao nhất nhân có thể có cơ hội lấy được mỗi vị danh sư chỉ điểm, còn có vô số phong phú phần thưởng. Hắn đối này phần thưởng là không có gì hứng thú, chính là đối danh sư chỉ điểm có hứng thú, có vị danh sư hắn thích thật lâu, cùng hắn trao đổi trao đổi cũng là tốt. Đêm nay vừa đúng là trực tiếp ngày đầu tiên, trực tiếp theo 7 điểm bắt đầu, cho đến 8 điểm 30 kết thúc, vốn là tính toán về nhà khai trực tiếp, nhưng là dựa theo hiện tại loại tình huống này là không có khả năng. Nghĩ nghĩ, nhớ được tranh sơn dầu thất liên tiếp văn phòng, wifi cái gì tương đối mạnh mẽ, toại ở cơm nước xong sau cầm tay cầm cùng bản tử phải đi tìm tranh sơn dầu lão yêu mượn phòng vẽ tranh. Tranh sơn dầu lão yêu vừa đúng ở phê chữa cố kêu bọn họ bài tập, vừa khéo phê đến, cố kêu, họa kia một bức, tháo xuống mắt kính cố đồng học, ngươi tuần trước tùy đường bài tập có thất tiêu chuẩn nha, không là chính ngươi họa đi. Sau đó liền đem họa đôi đến trước mặt hắn, ta cho ngươi họa mông na lệ toa mỉm cười, ngươi cư nhiên chiếc cây phúc ngươi khang đại lỗ mũi đi lên. Còn họa thượng ngươi khang thủ. Các ngươi ban này 90 mươi sau thật đúng cho rằng lão sư không xem cười lạnh nói tin tuyển sao. Cố kiêu nhìn nhìn lão sư thôi tới được kia bức họa, phù ngạch, thật sự là vô cùng thê thảm, hoàn toàn thay đổi. Có lỗi với lão sư, ngày đó ta là trốn học. Hừ, vì sao trốn học? Một vị rất trọng yếu đồng học sinh bệnh, đi chiếu cố nàng. Tiểu bạn gái. Không xem như. Tranh sơn dầu lão yêu khiết hắn liếc mắt một cái, đại khái cảm thấy ngạc nhiên, còn chưa đuổi tới thủ. Cái nào ban? Thương anh 0905 ban dịp hành. Nga, cái kia muội tử, phía trước có mang quá nàng một cái học kỳ, lúc đó ngươi có vẻ đã ở. Tranh Sơn dầu lão yêu nhớ lại một chút, không nhớ lại ra nhất chút gì đó, ngược lại nói. Xem ở ngươi như vậy đáng thương phân thượng lần này trốn học liền tính, nhưng là ngươi lần sau nếu còn muốn trốn học lời nói, sẽ không cần tìm gian lan kia tiểu tử thay ngươi trắng đao. Ta biết. Bởi vì hắn phân phân chung hội thống ta một đao. Sau đó liền không nói nhiều, xuất ra chìa khóa cho hắn, cách vách phòng học chìa khóa, dùng hoàng sau nhớ được trả lại cho ta. Cám ơn lão sư. Ân, không tạ. Tranh sơn dầu lão yêu cùng cố kiêu kỳ thực được cho rất quen thuộc, dù sao theo đại nhất liền bắt đầu dẫn hắn, mà cố kiêu đối đãi việc học phương diện cũng là phi thường nghiêm cẩn, cho nên hắn đối hắn cũng là phá lệ để bụng. Hơn nữa nghỉ hè thời điểm, hắn ở đại học ca liền đọc kiến trúc hệ chất nữ cùng hắn một chỗ bị lựa chọn đi trước Israel du học đồng bạn, tự nhiên là càng thêm thuộc lạc cầm chìa khóa sau khi đi ra, đã là 6 điểm 40 phân, chuẩn bị tốt hết thảy phát hiện còn có thời gian, thế này mới có thời gian soát soát quay bộ, phát hiện hữu hảo mấy cái có ý tứ bình luận, ở trong đầu nghĩ nghĩ, có chút nhớ nhung pháp dần dần thành hình. Mà đồng trong lúc nhất thời, Diệp Hành cũng phá lệ lấy điện thoại cầm tay ra sát thượng tai nghe, chờ hắn trực tiếp. Kỳ thực nhìn hắn vẽ tranh cái gì vẫn là tiếp theo, tối mấu chốt là nàng vũ phát cảm thấy tịnh phi như thanh âm giống như một người, giống như đã lui vòng biến mất đã lâu mà nàng luôn luôn thích đạp nguyệt kinh trập. Là vừa đúng nhìn đến một cái fan ở mặt dưới bình luận nói tịnh phi nghiêu muốn khai trực tiếp, cảm thấy của hắn họa phong thật phù hợp, ta phi ta, nhân vật đặt ra, đã không thôi một lần có người nói như vậy, nàng cách vách vị kia phát tiểu lương tư đã ở nàng bên tai thần bí lẫm nhẫm rất nhiều thiên. Đúng hảo tâm tình không tốt, nhìn xem trực tiếp cũng là không sai. Nàng có này trang web ID, đương nhiên không gọi, ký linh, mà là kêu linh ký bịt tai trộn chuông vài cái cũng là tốt nàng mới sẽ không nói nàng lười không đồng ý đặt tên bảy điểm chỉnh trực tiếp chính thức bắt đầu lương tư hôm nay không ở muốn đi mổ giáo dục cơ cấu lý kim chức trong ký túc xá mặt khác hai vị đều đi tự học cho nên chỉ có nàng một người coi như là mừng rỡ tự tại tịnh phi nghiêu hôm nay thay đổi trực tiếp địa phương ở điều chỉnh thử camera thời điểm rất nhanh thoảng qua một ít hình ảnh vách tường là thuốc màu đồ tìm đủ loại loan lỗ, cũng có bị ghét bỏ bàn vẽ cùng họa bút còn có thủy quán, trung gian xiêm áo chút thạch cao mô hình, tuy rằng hình ảnh cắt rất nhanh, nhưng là Diệp Hành vẫn là bỗng chốc lung lay thần. Phản phất năm ấy đại nhất mới vừa vào học cảnh tượng mãnh liệt mà đến, chiếm cứ trí nhớ, ngay sau đó tịnh phi nghiêu độc hữu có chứa trầm thấp cực phú từ tính thanh âm vang lên, đại gia buổi tối hảo. Đồng học, người nơi này giống như điều sai lầm rồi nhan sắc. Trong màn hình tiếng nói cùng ấn tượng bên trong tiếng nói trọng điệp ở cùng một chỗ, Diệp Hành chỉ cảm thấy bản thân bị người chửi một quyền, trước mặt cảnh tượng phân tán ra đều là mùa hè ánh mặt trời quá mức cực nóng mà si rơi trên mặt đất vết lốn đốm, lá cây sàn sạc rung động, nàng không nhớ được người nọ bộ dáng, khả nàng nhớ kỹ của hắn thanh âm. Chẳng lẽ Tịnh Phi nghiêu hắn sao? Cùng Đạp Nguyệt Kinh trập thanh âm cũng rất giống a, à, này ba người là cùng một người sao? luôn luôn đối người khác dung mạo không mẫn cảm cũng đối này đó việc vặt không mẫn cảm dịp hành đồng học, cuộc đời lần đầu sinh ra muốn tìm tòi đến cùng niên kỹ đầu, chính là, nàng đầu tiên muốn làm cho rõ là, lúc đó đại nhất thiện ý nhắc nhở nàng nói nàng điều sai lầm rồi nhan sắc vị kia đồng học kết quả là ai. Thiên A, mặt manh thật sự là thật phiền nha ORZZ bởi vì là tham gia chủ sự phương sở cử hành trực tiếp tiết mục cho nên kế tiếp một đoạn thời gian đều sẽ căn cứ chủ sự phương chủ đề đi hiện trường làm một chút họa, lúc này trễ chủ đề là sủng vật của ta. Tác giả có chuyện muốn nói, cũng là làm khó gian lan họa ra như vậy họa đến đây. Phi thông thường yêu cầu cao độ. Ha ha! Ba nghìn tự hoàn chỉnh chương và tiết nhìn xem cao hứng sao. Công ty thứ sáu tuần sau giống như muốn học hàng năm, ta còn muốn trước tiên lại mã nhất chương xuất ra bổ thường. Hôm nay còn có môn tiếng Anh, ta vội đã chết. Spoiler Cố kêu Ta họa nàng dưỡng cẩu, không biết nàng hội không sẽ đối chính mình cẩu mặt manh. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 24 Chapter 24 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương Chapter 24, tịnh phi nghiêu tiếng nói trước sau như một tràn ngập từ tính, lần trước nghe kỳ thực đã làm cho người ta phi thường động tâm, chính là lúc đó ở bệnh viện, đau bụng thần trí hoảng hốt, lại là bị cố kiêu liêu, không yên lòng, lúc này nàng là tỉnh hạ tâm đến xem, tự nhiên cảm thấy bản thân đối của hắn tiếng nói thật sự là vô pháp kháng cự. Ô mặt, tuyệt đối không thể để cho người khác biết, thôi, ta cũng không có dưỡng sủng vật, bất quá nàng có dưỡng. Tịnh Phi Nghiêu lại bắt đầu nói chuyện, nàng dưỡng là một cái biên mục, màu cà phê, hẳn là dưỡng 3 năm, trên trán có một nắm sơ cọ, cho nên tốt lắm nhận thức. Hắn vừa nói vừa bắt đầu họa, một cái tiểu nhân biên mục bắt đầu ở hắn dưới ngòi bút thành hình, dịp hành xem hắn dưới ngòi bút biên mục luôn cảm thấy thật vi diệu, bởi vì nàng tưởng nhà nàng linh vũ. Nàng đối nhân mặt manh, không biết đối nàng gia cẩu cẩu có phải hay không cũng mặt manh. Thật lâu phía trước biết nàng tưởng nuôi chó, rồi sau đó vài năm sau liền thật sự dưỡng thuần thuần mang cười tiếng nói theo trong màn hình truyền ra, hắn nói xong lại vẽ mặt khác một cái đứng ngửa đầu vương đầu lưỡi đặc biệt lấy lòng đại cẩu, sợ bất đồng là lần này cẩu cẩu bên cạnh đứng một cái thiếu nữ, thiếu nữ mặc màu trắng áo đầm, tóc rất dài, nghiêng đầu xem bản thân cẩu cẩu, trong tay dẫn theo một căn lạp sườn giống như ở dụ dỗ nó, vẽ mặt tươi cười. Nghiêu thật to, thế nào cảm thấy này lạp sườn? Họa phong giống như không quá đúng vậy. Phía trước, ngươi biết cái gì, cái này gọi là nghệ thuật. Thiên Lần này cuối cùng nhìn đến nữ hài chính diện, nhưng là mặt nàng manh, nhận thức không ra làm sao bây giờ. Tổng thay nghiêu thật to đau lòng, ba. Họa vừa ra tới, đạn mặt lập tức một cái tiếp theo một cái bắn ra, Diệp Hành luôn cảm thấy hắn họa cậu giống như bản thân Linh Vũ, nhưng là biên mục ở trong mắt nàng đều là giống nhau, trừ bỏ kia một nắm bộ lông, tuy rằng đi hắn thích cũng là mặt manh nữ hài, nhưng là thế gian sự quá mức trùng hợp lời nói. Hẳn là không có đi. Bất quá vẫn là thủ ngứa phát ra một cái đạn mạc đi ra ngoài. Thật to họa cậu rất giống nhà của ta Linh Vũ A, thật đáng yêu. Rồi sau đó lại cắt đến vi tính mặt biên cấp lương tư phát ra một cái vi tính. Linh Vũ ký Linh. Nhà ngươi nam thần trực tiếp, vẽ cậu cậu, thật đáng yêu A. Lương tư thu được vi tính thời điểm vừa lúc ở nghỉ ngơi thời kỳ, phù ngạch, rất muốn nói cho nàng tịnh phi nghiêu cùng cố kiêu khẳng định có điểm nhi liên hệ tốt sao. Trong tay bay nhanh đánh vài, nhưng là còn chưa gửi đi đi ra ngoài, lại thu được dịp hành phát đến tin tức. Linh Vũ Ký Linh Này tịnh phi nghiêu rất tốt, ngươi xem nhân ánh mắt cũng không sai, tuy rằng hắn có người trong lòng, nhưng là có một số việc không nỗ lực quá làm sao mà biết không được. Lương Tư Rất nghĩ phiên điệu này chiếc thuyền nhỏ làm sao bây giờ Linh Vũ Ký Linh Nga, không nói, ta muốn tiếp tục xem trực tiếp, thuận tiện học của hắn họa kỹ, ngươi cũng cố lên lầm nhân đệ tử ha, đưa tay so tâm. Diệp phẫn nộ đến phát điên lương tư. Mảnh, đột. 8 điểm 30 trực tiếp kết thúc, nhân phan vấn đề nhiều lắm, tịnh phi nghiêu vẫn là ở trực tiếp thượng lưu lại một lát, chính là đã là không làm gì trả lời. Bởi vì cố kiêu khả không có bỏ qua cái kia, họa cẩu rất giống nhà của ta cẩu, đạn mạc, cẩn thận đi xuống phiên bình luận, nhớ tới đại khái là 8 điểm 50 tả hữu họa đại cẩu, phiên đến cái kia đạn mạc, nhìn đến gửi đi đạn mạc nhân biệt danh là Linh Ký, cùng Ký Linh, tên chính là Đảo, ma xui quỷ khiến điểm đánh đi vào xem, thấy nàng chỉ gửi đi. Quá ít ỏi không có mấy mấy cái bình luận, đều là một ít nhiệt huyết hoặc bác đạn mạc, thôi, không thể tưởng được nàng còn có này ham thích. Nhìn nhìn nàng không có bao nhiêu người chú ý phan lan, khó được rối rắm bỗng chốc muốn không cần lại thêm một cái chú ý bởi vì hắn chú ý Lan là không, hắn không có tại đây cái trên trang web chú ý bất luận kẻ nào. Thật to thế nào không nói chuyện rồi a. À? Một cái đạn mạc bay qua, cố kêu thấy nói. Ta đang muốn không cần chú ý một người. Chú ý ai? Chú ý ai? Chú ý ai? Thật to thật đáng ghét, không cần chú ý nhân gia, nhân gia thẹn thùng, ba. Phía trước bảo trì đội hình a a a a, cố kêu xem này đó đạn mạc nhịn không được cười cười, nhìn nhìn thời gian, cảm thấy thời gian không nhiều lắm, toại cùng bọn họ cáo biệt sau tắt đi trực tiếp. Lại thấy dịp hành là ở cổng trường, chính ở những kia không có giấy phép quán nhỏ đương lý bồi hồi, nhìn trái nhìn phải một mặt hưng trí bừng bừng bộ dáng. Được, như vậy có tinh thần bộ dáng nhi một chút cũng không giống sinh bệnh. Lặng lẽ theo tới nàng bên cạnh, phát hiện nàng thật là có điểm nhi lựa chọn khó khăn chứng, nhìn đến thịt bò chuỗi chuỗi vốn tưởng điểm, nhưng là vừa cảm thấy cay quá, sờ sờ bụng lại chuyển hướng tiếp theo da, thịt giáp mô đi, xem rất lớn một phần, hương vị phía trước có hưởng qua, vẫn là có thể, nhưng là cũng không muốn ăn, đối chủ quán khẽ cười cười, lại chuyển hướng tiếp theo da. Cố kêu luôn luôn đi theo bên cạnh nàng cách đó không xa địa phương, đi đến một chỗ đặc biệt náo nhiệt tiểu điếm, thấy một cái tay chân không sạch sẽ nam hài ở trong đám người xuyên qua, đã thần không biết quỷ không hay đắc thủ rất nhiều lần, tiếp theo cư nhiên chuyển tới dịp hành phía sau. Dịp hành lưng cái bao nhỏ bao xuất ra, chính điểm mũi chân hướng bên trong xem, xem có cái gì là ăn ngon, chút không có chú ý bản thân bao nhỏ bao bị người mở ra. Cố kêu sắc mặt có điểm khó coi, hai ba bước đụng đến cái kia nam hài bên cạnh, nhất nắm chắc hắn đã kẹp lấy bóp tiền cổ tay, Diệp Hành lúc này cũng phát hiện khác thường quay đầu đến, vừa đúng xem thấy bọn họ hai người giao nắm thủ. Ngốc sững sờ ba giây, vẫn là trước phản ứng quá đến chính mình bị kẻ trộm theo dõi, lập tức hô to, có kẻ trộm. Câm miệng xú bà nương. Kẻ trộm cảm thấy bản thân hôm nay năm xưa bất lợi, bị người trảo vừa vặn coi như, còn muốn bị vạch trần. Phanh, vừa dứt lời, liền thấy bản thân trên mặt đau xót, một cái lạnh như băng nắm tay chuỷ đến trên mặt của hắn, là vừa vặn cái kia phát hiện hắn ăn cắp thiếu niên đánh. Kẻ trộm nổi trận lôi đình, cũng không trông coi chính mình đã bị phát hiện, nhất chân hướng về cố kêu trên người đá qua, phát ngoan độ mạnh yếu. Hành tử, báo nguy. Cố kêu hướng sườn tránh ra một chút, tránh được kẻ trộm một cước, dịp hành liền tính lại phản ứng trì độn, lúc này cũng đã lấy ra điện thoại di động bác thông 110. Kẻ trộm vừa thấy tình thế không đúng, thả ngoan nói, tiểu tử ngươi có gan lần sau cẩn thận một chút rồi sau đó chạy đi bỏ chạy xem náo nhiệt đám người tan tác lại lần nữa tụ tập đứng lên cẩn thận nhìn rõ ràng bản thân bóp tiền bất quá có giáo báo phóng viên trải qua chụp ảnh làm đưa tin trên tóc quầy bộ cố kêu đi đến diệp hành bên cạnh không có gì cả nói hư ôm nàng bờ vai che chở nàng ra đám người đi đến một chỗ yên lặng địa phương mới nhìn nàng cũng không bị dọa đổ đi diệp hành lắc lắc đầu cũng ngẩng đầu nhìn lại hắn nhìn hắn thật lâu sau, mới ngượng ngùng nghẹn ra một câu, ta có thể hay không kiểm tra mặt của ngươi. Ách, không có khác ý tứ, cũng chỉ là. Ngươi vừa mới vẫn là không nhận ra ta tới là đi. Cắt đứt lời của nàng, hỏi. Diệp hành như là tiết khí, nhỏ giọng nói. Vừa mới tình huống rất nguy cấp, nhìn đến các ngươi giao nắm thủ ta một cái chớp mắt tưởng ai tú ân ái tú đến chỗ ta nơi này, nhưng sau này thấy bản thân túi sách mở ra, mới chính thức phản ứng đi lại ông trời thích nữ hài tổng không ấn lộ số đi làm sao bây giờ diệp hành ta hiện tại trịnh trọng chuyện lạ nói cho ngươi ngươi có thể không nhớ rõ của ta bộ dáng nhưng là ngươi cần phải nhớ được ta giới tính nam yêu thích nữ diệp hành audio thật tưởng chui xuống hố có hay không vừa mới ta là không nhận ra ngươi tới đó là bởi vì tình huống nguy cấp đầu óc đường ngắn nhưng là ta hiện tại là nhận ra ngươi tới vậy ngươi vì sao còn nói muốn sờ mặt của ta? ách, vì gia thêm ấn tượng. cố kêu cười cười, vẫn là sờ sờ tóc nàng đỉnh. ngươi trước nhớ vỡ thượng, lần sau sờ nữa trở về. a, à, vì sao? luôn cảm thấy lo di không đúng a. À? buổi tối không là chưa ăn cơm sao? mang ngươi đi ăn được ăn. nói xong liền nắm tay nàng đi về phía trước. thiếu niên thủ kỳ thực thật, thật ấm áp, lòng bàn tay dày rộng có thể đem nàng toàn bộ thủ đều bao tiếng trong tay, nàng đột nhiên nhớ tới mổ ta cửu viễn nhớ lại, trong bóng tối nàng sắp ngã ngã xuống đất, có một bàn tay nắm chặt tay nàng phù ổn nàng, bên tai vang lên lạc đồng học, cẩn thận một chút. Quá mức cửu viễn nhớ lại kỳ thực đều không rõ lắm tích, khả nàng cố tình cho mỗi chút riêng thời khắc nhớ tới mổ ta đoạn ngắn, nắm tay nàng nhân như cũ khuôn mặt mơ hồ, nàng không nhớ được hắn là ai vậy. Diệp hành kỳ thực tưởng tránh ra tay hắn, loại cảm giác này làm cho nàng không quá thoải mái nhưng là dùng xong vài lần lực tránh không ra đi rồi một đoạn khoảng cách sau cố kêu đột nhiên lại dừng bước chân lục sam đồng học thật khéo a à. Ngân diện đi tới đúng là lục sam đi theo bên cạnh hắn còn có một nữ hài nghe thấy thanh âm sau nữ hài đình chỉ động tác trên mặt cũng cứng đờ bởi vì nàng đang ở giơ nắm tay đánh lục sam on hảo bạo lực a à. cố kêu đồng học hảo thật khéo a à lục sam đang cùng của hắn thanh mai trúc mã lưu mộng viên liếc mắt đưa tình hai người chưa kịp ăn cái gì bữa ăn khuya mà ý kiến không hợp không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy cố kêu cùng diệp hành còn nắm tay không có gặp vài ngày mà thôi thế nào tiến triển nhanh như vậy a à? mấy ngày hôm trước mới chỉ là đưa cháu thế nào hôm nay liền dắt tay là dắt tay a à? kiên trì hỏi nàng diệp hành đồng học ngươi còn nhớ rõ ta sao trên mặt có quả chí ngươi là lục sam ngữ khí cư nhiên có điểm mừng thầm. Lục Sam không biết là cười hảo vẫn là khóc hảo, đúng vậy, ta là Lục Sam, ngươi lần trước tốt lắm điểm đi. Hảo, hảo rất nhiều, không là bệnh nặng, cảm ơn của ngươi quan tâm. Nói xong lại cảm thấy đứng ở chỗ này nói chuyện không tốt lắm, liếc mắt nhìn nhìn cố kêu, ách, chúng ta liền không quấy rầy các ngươi, đi trước một bước. Lục Sam há miệng thở dốc, muốn giải thích, xem dịp hành ánh mắt khẳng định là hiểu lầm nhất chút gì đó, hắn cùng Lưu Mộng Viên trong lúc đó kỳ thực chính là tốt lắm bằng hữu, chẳng phải nàng nghĩ tới cái loại này quan hệ, nhưng là cố kiêu đã nắm nàng đi xa, trước khi đi còn muốn đối hắn nở nụ cười. Thiên A, à, kia là cái gì tươi cười? Là cười bản thân là bại tướng dưới tay hắn sao? Mà cũng nhân Lục Sam chỉ lo chú ý cố kiêu tươi cười, hoàn toàn xem nhẹ đứng ở bên cạnh hắn Lưu Mộng Viên trong mắt hiện lên một tia ghen tị thả khinh thường thần sắc. Tác giả có chuyện muốn nói cho nên nữ chính là bỏ lỡ một lần ăn đậu hũ cơ hội sao? Ha ha! Trong tiểu thuyết thế giới là có điểm rất tốt đẹp, tốt đẹp đến ta không đành lòng phá hư. PS Nữ chính chẳng phải đơn thuần, chính là không muốn đi tưởng nhiều lắm sự tình, nàng có rất nhiều mặt, thỉnh nhẫn nại đào móc của nàng điểm sáng đi. Lại sờ. Thật sự làm phiền nhiều xem mấy chương thích lại cất chứa. Này cất chứa trướng có chút làm ta sợ sợ trướng mau điệu cũng mau audio, đúng vậy, ta là đối bản thân không có gì tin tưởng. Anh anh anh, spoiler. Dọc dọc, lão lái xe muốn lái xe, mời tới xe ha ha. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 25 Chapter 25 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương Chapter 25 Gió đêm phơ phất, bóng cây lắc lư, đem nhân bóng dáng kéo thon dài, tách ra vừa nặng hợp ở cùng nhau. Ai? Cố kêu cùng Diệp Hành đi ra hảo một đoạn khoảng cách sau, đón gió đêm, hắn thật sâu thở dài một hơi. Như thế nào? Diệp Hành theo bản năng hỏi, lập tức cảm giác được bản thân bị nắm thủ thả mở ra, trong lòng bàn tay trời nóng ẩm cũng khoảnh khắc tiêu tán, bị hải hơi ẩm mang đi. Tự nhiên cảm thấy có nào đó trù nhiên nhược thất. Ta chỉ là ở tưởng, kém một viên chí trong lúc đó khoảng cách có xa lắm không? Hắn tà nghệ nàng, trong ánh mắt có lưu quan rung động, phản phất chói mắt nhất nghe hồng, làm cho người ta khoảnh khắc mê muội. Diệp hành cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ánh mắt của ngươi so kia khỏa chí có công nhận độ hơn tốt sao? Ân. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hắn phủ thấp thân thể, bụi cỏ hơi thở ở còn có ba ngày nhiệt lượng thừa trong không khí di động, nhật nhạt say lòng người. Diệp Hành xem hắn tinh xảo không rảnh sườn mặt đột nhiên liền lui về phía sau hai bước, chỉ vì hắn thanh âm trầm thấp chấn động, giống như đã từng quen biết, này đều không phải là lần đầu tiên xuất hiện như vậy cảm giác, đánh bạo hỏi hắn, ngươi có nhận biết hay không thức một người tên là Đạp Nguyệt Kinh Trập CV? Vấn đề này vừa ra, giữa hai người hô hấp đều tỉnh tỉnh, cố kêu đáy mắt thật nhanh hiện lên nhất thúc ám quan, lại dây lát lướt qua, bất động tiếng động hỏi nàng ngươi bình thường cũng có chú ý lần thứ hai nguyên có khỏe không ôi uy còn thật không nghĩ tới ở trong này có thể ngộ thấy các ngươi a à, là muốn đi đâu ngoạn nhi a à? đánh gãy diệp hành nói chuyện chẳng phải ai mà là lý tiệp hắn thải một cái xe đạp đứng ở cố kêu cùng diệp hành phía trước cười tủm tỉm nói lão tam ngươi là chờ không kịp muốn dùng cường đêm nay còn có trở về không ngủ a à? lão nhị chú ý hình tượng cố kiêu lường diệp hành dần dần đỏ sườn mặt giải thích chính là đi ra ngoài ăn bữa ăn khuya ngươi suy nghĩ nhiều nha đi ăn bữa ăn khuya sao lý tiệp hạ xe ô tô đem tay lái đưa cho cố kiêu nha cho ngươi mượn không thu ngươi tiền ngay sau đó ngay cả chìa khóa cũng cho cố kiêu cố kiêu xem diệp hành liếc mắt một cái hỏi để ý sao không để ý tốt lắm chúng ta đi một cái địa phương ăn đi. Nói xong, hướng Lý Tiệp nói cái tạ, liền lên xe, đã dịp hành tọa ổn sau, mới cưỡi xe hướng giáo ngoại đi. Vừa mới cái kia là của ta bạn cùng phòng, kêu Lý Tiệp, tài chính chuyên nghiệp, là có điểm khẩu không ngăn cản, ngươi xin đừng trách. Nga Dịp hành là đang ngồi ở xe tòa mặt sau, này tư thế giống tiểu hài tử tư thế ngồi, cố kêu ở phía trước kỵ xa, nàng ở phía sau dơ lên hai cái mảnh khảnh chân đã ở căng gió, thoải mái tự tại thật sự. Cố kiêu khóe mắt dư quan nhìn đến nàng hai cái tim chân ở lắc lư, hắc màu cam đặc biệt đẹp mắt dày thể thao, không có mặt quần đùi, vẫn là mặt hẹp chân tử khố, thâm màu lam, hiện ra một loại lưu loát sạch sẽ. Bất kỳ nhiên nhớ tới ở sân bay khi thấy nàng thời điểm, cũng là như thế này ngắn gọn sạch sẽ trang điểm, ngươi là thật thích du lịch sao? Cái gì? Chàng Phong nghe không thấy, nàng chỉ có gần sát hắn phía sau lưng nhiều một chút, gò má cơ hồ dán lên của hắn áo sơ mi trắng. "Ngươi là thật thích du lịch sao?" Cố Kiêu lại phóng đại âm lượng hỏi một câu. "Nga. Không là, ta là thích lữ hành. Du lịch cùng lữ hành cũng không giống với." Nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cố Kiêu nghe của nàng ngữ khí đột nhiên có điểm muốn cười, vốn định tiếp tục hỏi thăm đi, lại đột nhiên theo trong bụi cỏ bay nhanh thoát ra một cái miêu chi nha phanh lại thanh thoáng chốc vang lên, tay lái ngay cả nhéo hai xoay mới kham kham xoay chính đi phía trước tiếp tục kỵ đi, mà phía sau dịp hành vốn liền không hề phòng bị, lần này xem như kinh hách, hại nàng hai tay ôm sát cố kêu thắt lưng, gò má cũng hoàn toàn dán lên hắn ấm áp phía sau lưng. Trong nháy mắt, hạ đêm phong khô nóng thật sự, không biết là kinh hồn không chừng vẫn là thật sự bởi vì ngượng ngùng mà gây ra khẩn trương. Tóm lại nàng rõ ràng nghe thấy bản thân phốc phốc nhảy lên tiếng tim đập, hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi theo bên hông hắn rời đi, loáng thoáng cảm thấy thuộc hạ thân thể rất có cơ bắp cảm thực cứng thực, cùng hắn nhã nhặn bề ngoài cũng không giống với. Đại khái có thể làm tiếp theo bản tiểu thuyết vai nam chính bản gốc đi. Trong đầu miên mang suy nghĩ một ít có hay không đều được, Diệp Hành đã lặng yên không một tiếng động, chuyển mở một bàn tay, lại nghĩ trọng thi trò cũ đem tay kia thì lại chuyển trở về thời điểm, cố kêu đột nhiên nắm chặt cổ tay nàng, cũng không quay đầu lại nói với nàng con đường này mèo hoang giả cẩu đặc biệt nhiều, nhưng là đi chỗ đó gia lão điếm lời nói này là tất kinh đường, ngươi vẫn là ôm sát ta làm tốt phòng hộ thi thố, miễn cho như thế này lại nhận đến kinh hách. Nghe qua thật sự là thật nghĩa chính lời nói làm cho nàng căn bản vô pháp cự tuyệt A, thủ đoạn bị nắm giữ không thể động, cách vật liệu may mặc từ da thịt lộ ra nhiệt độ làm cho nàng hoảng hốt, phỏng tay đến cơ hồ đều phải thiêu thục mặt nàng. Cố kiêu phát hiện nàng cam chịu bản thân sau mới lưu luyến buông ra tay nàng, hết sức chuyên chú đi xe đạp. Đi hắn theo như lời kia gia lão điếm khoảng cách là có điểm xa, kỵ xa đi cũng muốn 20 phút, hơn nữa đi cơ bản cũng không phải tầm thường lộ, trừ bỏ ngắn ngủi giáo nói ở ngoài, đó là một ít tiểu phố ngõ nhỏ, thời kỳ gặp gỡ bất ngờ lưu lạc miêu lưu lạc cẩu cộng năm thứ, kẻ lang thang cũng thường lui tới, đỉnh cái sắc bén ca tạo hình rêu rao chàng thị. Này đây cố kêu tại đây ngắn ngủn 20 phút lộ trình lý có thể hưởng thụ vài thứ mỹ nhân ân, mềm mại thân thể đánh lên đến cảm giác thật đúng không cần thật tốt quá. Ngô, cái gọi là lái xe cảm giác có phải như vậy hay không đâu cuối cùng lại quẹo vào một cái hẻo lánh trong ngõ nhỏ, đồ ăn mùi đã tràn ngập tới mảng đường cái, dịp hành một buổi tối chưa ăn cơm, lại dằn co lâu như vậy sớm đã đói bụng, xuống xe thời điểm bụng thật bất nhã vang một tiếng. Đói bụng. Cố kêu khóa kỹ xe, quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Ân. Ta đói bụng. Biểu cảm thật vô tội, vô tội đến vẫn là muốn cho nhân dẻo cực nàng. Buổi tối cho ngươi đi ăn cơm là thật bụng không thoải mái sao. Mang nàng tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, liền gọi tới lão bản gọi món ăn. Nhà này lão điếm tên là Nuốt Hương, chủ đánh mì vàng thắng mặt, ăn nhân cũng không thập phần nhiều, có thể là bởi vì vị trí hẻo lánh nguyên nhân lão bản là cái ước chừng 50 tuổi thế cái tóc hối cô xuất khí đại thúc gương mặt rất sạch sẽ thấy cố kêu thời điểm vẻ mặt tươi cười chủ động chào hỏi a tiểu tử ngươi thật lâu không gặp a lần trước đến vẫn là một năm trước đi thế nào lần này đem tiểu bạn gái cũng mang đến tác giả có chuyện muốn nói đầu năm nay ngay cả cái bán mì vàng thắng đều là thần trợ công ha ha spoiler diệp hành Di Hắn như vậy thích sờ tóc ta đỉnh có phải không phải thật sự thích ta nha? Cố kêu. Ngươi phản xạ hình cung thật là quá trì độn. Khác. Đại gia biết spoiler là có ý tứ gì đi, chính là kịch thấu ý tứ ta lười, đánh tiếng Anh chữ cái mau, ha ha. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 26 Chapter 26 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương Chapter 26 Lão bản, chúng ta chính là phổ thông đồng học. Diệp hành không có ngoại lệ, vẫn là đỏ mặt cãi lại. A, à, còn chưa đuổi tới thủ A. Lão bản phát hiện chính mình nói sai lầm rồi, cũng không xấu hổ, trực tiếp nói với Diệp hành. Ta nhận thức hắn lâu như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên mang tiểu đồng học tới nơi này ăn cái gì, ngươi là cái thứ nhất Nga, Ý nghĩa khẳng định phi thường trọng đại. Lão bản, ngài nói nhiều lắm. Cố Kiêu cười quán trách một câu. Ha ha, tiểu tử ngươi thế nào còn giống trung học khi như vậy bạc da mặt a, à, ngoại quốc vài năm cuộc sống không đem ngươi rèn luyện càng da thô thịt dày một chút. Ngoại quốc vài năm cuộc sống. Diệp Hành Hồ nghi nhìn hắn, nhưng Cố Kiêu cũng không trả lời ngay nàng, mà là làm cho nàng trước điểm ăn. Nơi này chiêu bài là tiên tôm mì vàng thắng mặt cơ hồ là không cần suy nghĩ nhiều liền điểm hai cái tiên tôm mì vàng thắng mặt, cố kêu lại sợ nàng bị đói, lại điểm mấy điệp trộn đồ ăn, cộng thêm hai bình đậu nải, Diệp Hành không nghĩ tới hắn điểm nhiều như vậy, hỏi. Ngươi buổi tối cũng chưa ăn sao? Cố kêu đang giúp nàng khai bình cái, liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt hơi vi diệu, người nào đó tâm tình không tốt ảnh hưởng đến của ta thèm ăn. Thiên A, Lúc nào cũng khắc khắc đều cảm thấy học thần ở Liêu bản thân làm sao bây giờ Quy A Quy Diệp hành sắc mặt xấu hổ, biết hắn khởi binh vấn tội đến đây, thực xin lỗi, buổi tối ta là nói dối, chính là gặp được một sự tình không muốn gặp nhân mà thôi. Ai như vậy có năng lực cho ngươi buồn bực đến ngay cả cơm cũng không ăn. Cố Kiêu ngữ khí kỳ thực rất nhạt, cũng không có gì ép hỏi ý tứ, nhưng là Diệp hành nghe vào bên tai luôn cảm thấy hắn ở im hơi lặng tiếng thẩm vấn bản thân loại cảm giác này rõ ràng làm cho người ta thật chán ghét nhưng là nàng lại chán ghét không đứng dậy bởi vì hắn trong lời nói là tràn đầy quan tâm hắn là thật sự ở quan tâm bản thân loại cảm giác này không thể không nói thật sự là tốt lắm hảo đến đều làm cho nàng có điểm lo được lo mất đó là ta trung học thời kỳ sự tình lâu năm lạng kê lạng mè vừng sự tình kỳ thực không nói cũng thế khả ngươi cũng là không bỏ xuống được nhất châm kiến huyết dịp hành trắng trắng môi lại cúi đầu đến cố kêu xem nàng nhất tức nhưng không có lại bức bách nàng mà là vòng vo đề tài ta cao nhất cùng cao nhị thậm chí cơ hồ cấp 3 ta cũng không ở trong này đọc sách cấp 3 học kỳ sau mới quay lại đến khảo đại học này xem như ở trả lời nàng vừa mới vấn đề a à, vậy ngươi thật sự rất trâu bài a à cố học thần ngẩng đầu lên sáng lấp lánh xem hắn không chút nào che giấu sùng bái Cố kiêu xem nàng này giống như tiểu hài tử bàn vẽ mặt cùng tươi cười, không khỏi ngẩn người, rồi sau đó sờ sờ tóc nàng đỉnh, mì vằn thắng mặt lên đây, nhanh chút thừa dịp nóng ăn đi. Ân. Ừ. Hảo. Dịp hành kỳ thực cũng bị hắn nhìn xem không tốt lắm ý tứ, trong lòng có điểm ngọt, không biết đó là thế nào cảm giác, hốt hoảng nhớ tới trước kia xem qua một câu nói. Nam sinh đối thích nữ sinh mới có thể vô cùng thân thiết sờ nàng đỉnh đầu, hoặc là nhu tóc của nàng cho nên hắn là thật sự thích bản thân sao? Diệp Hành thế này mới trì độn phản ứng đi lại có lẽ cố kiêu phía trước nói cũng không phải đùa, nhưng là này đó tình tình yêu yêu sự tình thật sự là thật phiền toái a. À, trước kia đã ở này mặt trên tài quá đại giao, thật sự là không nghĩ lại nếm thử lần thứ hai. Bất quá nơi này tiên tôn mì vằn thắng mặt thật sự là tốt lắm ăn a, à, từng ngụm từng ngụm ăn cảm giác quả thực không thể thật tốt quá. Một viên tiên tôn mì vằn thắng kỳ thực rất lớn quả của nàng miệng tiểu, còn là nhất đại khỏa nhét vào miệng, chậm rãi ăn, hình dạng nhật thực dũng cảm. Liền ngay cả cố kêu xem đều buồn cười. Nhất chén lớn mì vàng thắng mặt hạ đổ, ngay cả canh đều uống xong rồi, thế này mới cảm thấy bản thân một lần nữa sống được, chung quanh đánh giá chỗ này lão điếm, không khỏi nói. Ta kỳ thực coi như là thành phố ép địa đầu xà, vì sao ta sẽ không biết nơi này đâu. Lão bản điệu thấp rồi sau đó liếc nàng liếc mắt một cái, hơn nữa ngươi lộ manh đi. Đám không hiểu cảm thấy bản thân đầu gối trúng nhất tên audio. Làm sao ngươi phát hiện? Diệp Hành đã muốn khóc, mặt manh thêm lộ manh nhân sinh không cần giải thích. Không biết, ta kỳ thực là đoán, không thể tưởng được đoán trúng. Trên mặt tươi cười giảo hoạt đến để cho người khác muốn đánh hắn. Lúc trở về Cố Kiêu vẫn là chủ động nói đến Trung Quốc cổ đại kiến trúc sử, nghiên cứu đầu đề. Diệp Hành bởi vì ăn có điểm no, này đây hai người đều quyết định trước đi bộ một đoạn thời gian lại đi xe đạp trở về. Hai người song song đi tới, cố kiêu phụ giúp xe đạp, nói. Của người bạn cùng phòng hẳn là nhắc đến với ngươi đi, Trung Quốc cổ đại kiến trúc sử nghiên cứu đầu đề là phân đến chúng ta một tổ. Không là ngươi chủ động đưa ra làm chúng ta ở đồng nhất tổ lý sao? Diệp hành hồ nghi nghiêng đầu nhìn hắn, hắc bạch phân minh ánh mắt như củ giống trong rừng rậm lộc, tựa như không rành thế sự. Cố kêu đột nhiên liền nở nụ cười, vì sao ngươi tổng yếu đem sự tình nói được như vậy minh bạch. Có một số việc hiểu trong lòng mà không nói cũng được. Ta nể tình ngươi, ngươi không cần, kia thật đúng là đừng trách ta, vô tình. Diệp hành sắc mặt đột nhiên có chút hắc, thật sự là cảm thấy cố đại học thần thật phúc hắc thật phúc hắc nha. Nếu ngươi không thành vấn đề lời nói, như vậy chúng ta có thể tìm một ngày đi xem một chút nơi nào điều nghiêng, ngẫm lại dùng cái gì hình thức đến bày ra ta liền không thể cùng người khác một tổ sao cơ hồ là dỗi nói với hắn cô mát là thật tình thương thấp vẫn là cảm thấy ở trước mặt hắn có thể không kiên nể gì cố kêu mị mị ánh mắt xem nàng nhẹ nhàng phun ra hai chữ không thể lý do lão sư lúc đó phân tổ đưa ra yêu cầu là bất đồng hệ bất đồng ký túc xá nam nữ hai người làm một tổ phân tổ phân đến cuối cùng là mai đông cùng tiêu giật một tổ cho nên ngươi là muốn cùng tiêu giật một tổ thế nào nghe thế nào đều cảm thấy mai đông giống như thành vật hy sinh mai đông o oh, đã tốt tác giả có chuyện muốn nói spoiler diệp hành ngươi bụng cơ bắp xúc cảm tốt lắm a à? cố kêu xúc cảm tốt nói nhiều sờ vài lần lại thế nào không thu ngươi tiền tác giả Ha 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 ha. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 27 Vàng 10 vì kê 3 trong một. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương Vàng 10 vì kê 3 trong một. Những lời này ngươi ở trước mặt ta nói qua là được rồi, đừng ở người khác trước mặt như vậy hỏi, biết không? Như là ca ca dạy muội muội thái độ, nhưng là lại nhiều một ít khác nói không rõ nói không rõ cảm tình thật giống như hắn thích sờ tóc bản thân đỉnh hiện tại của nàng cảm giác giống như bị hắn sờ soạn một chút phát đỉnh hơi hơi cảm nhận được xuân phong ấm áp diệp hành không nói gì thêm trong lòng biết hắn là vì muốn tốt cho tự mình bất luận là cái gì nguyên nhân còn là muốn đối hắn phát giận không để ý tới hắn hơi hơi lượt chính là như vậy tùy hứng cố lấy hai má không để ý tới hắn cũng không đáp lời cố kêu xem nàng tức giận bộ dáng dở khóc dở cười đánh lại không đánh cho mắng lại mắng không được sau này nàng đi mệt đêm cũng thâm mới nhắc tới chở nàng hồi ký túc xá lúc trở về sống về đêm kỳ thực mới chính thức bắt đầu không chỉ có là lưu lạc miêu cẩu hán liền ngay cả học sinh đi làm bộ tộc cũng nhiều đứng lên cố kêu nghĩ nàng tức giận không để ý tới bản thân nhắc nhở nàng ôm sát bản thân cũng không có gì dùng là chỉ có thể mím mím môi dè dặt cẩn trọng hướng trường học đi. Nhựa đường lộ nhiệt lượng thừa còn tại hướng trên mặt bốc lên, không biết có bao nhiêu chiếc xe bao nhiêu cá nhân trải qua bọn họ, cố kêu hai mắt nhìn thẳng tiền phương, ánh mắt thật chuyên chú, đột nhiên một cái trắng nõn thủ từ phía sau bán ôm của hắn thắt lưng, khóe mắt dư quan nhìn nhìn, khóe môi vãn khởi một chút cười, không tức giận sao. Hừ, ai nói ta không tức giận? Ta chỉ là không nghĩ lấy bản thân tánh mạng đùa mà thôi. Nga! cho nên. Cho nên ngươi không cần nghĩ nhiều. Ân, ta sẽ. Sau đó hắn cảm thấy bản thân bụng bị người nắm lại, đó là thẹn quá thành giận, nắm tay đánh tới bông vải lý, phẫn nộ, lại xưng giận không chỗ phát tiết. Tìm chỗ địa phương an toàn dừng xe lại nhìn về phía nàng, như cũ nhìn đến nàng toàn tâm toàn ý hai má, lần này thật đúng là nhịn không được đưa tay nhéo nhéo, như thế nào? Diệp hành ngẩng đầu nhìn hắn, chính là không nói chuyện, kia biểu cảm như là đang nói. Ngươi không có khả năng không biết ta như thế nào. Ta là thật không biết ngươi là như thế nào. Khi quên đi, không có việc gì. Nga. Cố kêu quay đầu đi, đã là áp không được ý cười, tiếp tục bước trên chân đạp đi phía trước xuất phát, nếu vừa mới cảm thấy xúc cảm tốt nói, có thể nhiều niết mấy lần Nga, không thu ngươi tiền lại nói như thế nào. Diệp hành đã giận đến trảo nhíu của hắn áo sơ mi trắng. 20 phút sau đến nữ sinh ký túc xá dưới lầu, cố kêu nhìn nhìn biểu nói: ngày mai là thứ sáu, cuối cùng một ngày, bữa sáng muốn ăn cái gì? Diệp Hành còn đang tức giận, thực chất thượng cũng không biết bản thân đang giận cái gì, chính là nhìn đến hắn không đến nơi đến chốn biểu cảm đặc biệt, tưởng nhớ cho hắn tìm không thoải mái. Trên thực tế, bởi vì nàng bình thường cũng không có ăn bữa sáng thói quen, cũng không thèm để ý ăn cái gì, cho nên trực tiếp đáp: tùy tiện đi. Cố kêu xem nàng bộ này chuyện không liên quan chính mình bộ dáng, cũng có chút nhi đến khí, đem xe đạp trực tiếp ngừng hảo, hơi hơi nâng lên của nàng cầm dưới, buộc nàng xem bản thân, dịp đồng học đêm nay cũng không ngoan a, à, cơm chiều không ăn, bữa sáng cũng không nghĩ tới đi ăn cái gì, thực sự coi ta là của người chuyên dụng nghi trượng sao. Dịp hành cảm nhận được cầm dưới thượng độ ấm cùng độ mạnh yếu, đột nhiên cảm thấy như vậy tư thế đặc biệt ái muội, ban trụ tay hắn muốn tách ra giữa hai người khoảng cách cố kêu làm thỏa mãn của nàng ý, đầu ngón tay độ ấm biến mất cho của nàng cầm dưới, cũng là ngược lại ôm lấy của nàng lòng bàn tay, lại thập phần linh hoạt cùng nàng mười ngón nhanh chụp. Diệp hành xem bọn họ không hề kẻ hở dao nắm hai tay, trên má không cảm thấy trèo lên đỏ ửng, dùng sức tránh thoát, quy, mau buông ra nha. Không tha. Tránh thoát vài thứ vẫn là vô pháp tránh thoát, nếu là ở yên lặng không người địa phương kia còn không vấn đề gì, nhưng vấn đề là bọn hắn là ở nữ sinh ký túc xá dưới lầu, người đến người đi nữ sinh ký túc xá dưới lầu A. Do dự còn thể thống gì A? Thực xin lỗi, cố thật to, tiểu nhân thật sự sai lầm rồi, có thể hay không buông ra tay của ta. Thực biết sai rồi. Đã biết, thực đã biết. Cùng gật đầu. Khi sai ở nơi nào? Không phải hẳn là không ăn bữa sáng, không phải hẳn là không ăn bữa tối, không phải hẳn là đem ngươi làm là của ta chuyên dụng nghi trượng ân nói không sai nhưng còn không chỉ này một ít a à, suy sụp hạ kiên vẻ mặt đau khổ khi còn có cái gì cố kêu buông ra tay nàng cũng là lau trên đầu nàng phát lộ ra nàng trơn bóng cái tráng đến hắn sườn đến nàng lỗ tai giữ nói Khi đó là có cái gì mất hứng không cần tàn trong lòng có thể cùng ta nói a à? nguyên lai like đêm nay làm nhiều việc như vậy vì những lời này. Diệp Hành cảm thấy bản thân có điểm ngây người, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nàng cảm thấy nàng giống như chôn ở thật dày bùn đất dưới luôn luôn đều không đồng ý nhổ dò lộ ra mặt đất măng mùa xuân, cho dù kinh trập đến đây, yến tử ở nàng trên đỉnh đầu bồi hồi, nàng như cũ tưởng chôn giấu bản thân, không để ý tới thế giới bên ngoài. Nàng phải đi quá rất nhiều địa phương, gặp được rất nhiều người, đã chứng kiến rất nhiều rất nhiều thần kỳ sự vật, chụp quá rất nhiều người khác cả đời đều khó có thể với tới phong cảnh, nhưng mà, của nàng tầm nhìn là mở rộng, nội tâm nàng cũng là phong bế, nàng cự tuyệt nhận bên ngoài hết thảy tư tấn, nàng lựa chọn tự bế, lựa chọn ủ dột. Cho nên mới trầm mê lần thứ hai nguyên, cho nên trong hiện thực mới không có gì thực bằng hữu. Người nói nàng già mồm cải láo cũng tốt, chế tạo cũng thế, khả nàng cũng không có gây trở ngại đến bất luận kẻ nào a. À. Nàng thích thế nào liền thế nào, người khác không xen vào. Nhưng là đột nhiên có một ngày, có cái mỗi phương diện đều đặc biệt vĩ đại nam sinh đột nhiên tiếp cận ngươi, ngươi còn phải tốn mất thời gian rất lâu mới miễn cưỡng nhớ được của hắn khuôn mặt, hắn đối với ngươi quan tâm đầy đủ, hội khắp nơi cho ngươi suy nghĩ, có thể dễ dàng nhìn ra được ngươi đang nghĩ cái gì, hắn nói với ngươi có cái gì mất hứng không cần tàn trong lòng nói với hắn thì tốt rồi, cái loại cảm giác này giống như đang nằm mơ. Cơ khắc lữ nhân gặp ốc đảo, đói khát khất cái đột nhiên bị một khối bánh nướng tạp trung đại khái là như vậy cảm giác đi như vậy không chân thực nàng đóng chặt mắt phục lại mở trong mắt quẩn đầy thủy quan ta có thể hay không sờ sờ mặt của ngươi thật muốn biết ngươi có phải không phải chân thật là không có gạt ta đi cố kêu có điểm kinh ngạc đó không phải là nàng lần đầu tiên đề xuất thỉnh cầu hơn nữa khoảng cách thời gian còn như vậy đoạn, không khỏi càng thêm nghiêm cẩn nhìn về phía nàng muốn nhìn thấu nàng quá khứ, hắn cảm thấy nàng thật bi thương, đối rất nhiều sự vật đều là bi quan, này theo của nàng trong tiểu thuyết kỳ thực đó có thể thấy được một hai. Của nàng tiểu thuyết, ta phi ta, thật là thông thường nữ sinh không thể viết đến, chính là nàng vài năm trước xử nữ làm, cuối cùng không rõ quốc cảnh, cũng là tràn ngập một loại nồng đậm bi liệt, của nàng tiểu thuyết đều không phải là từ đầu đến cuối bi thương bầu không khí. Nhưng là ngươi có thể cảm giác được một cổ có mặt khắp nơi ủ dột, như là tráo một tầng xa, ngăn cách sơn đoạn tuyệt hải. Như nhau nàng người này, rõ ràng hai mắt trong suốt có thể vừa nhìn đến cùng, nhưng là kỳ thực ngươi cho tới bây giờ không nhìn xuyên qua nàng. Hắn nói cái gì đều không có nói, chính là nắm khởi tay nàng phóng tới trên mặt mình, khẽ cười nói. Sờ hoàng sau khả phải nhớ kỹ ta a. À. Diệp hành vừa nghe, thế này mới phản ứng quá đến chính mình đang làm cái gì, lập tức kích động đem chính mình tay thu hồi đến, nhưng là đã là muộn rồi a lạc mai đông ta có phải không phải nhìn lầm cái gì cái kia như vậy chủ động là hành tử sao buổi tối khuya sự tình gì đều có thể phát sinh hành tử cũng không nhỏ cũng là lúc các ngươi hai cái giờ phút này hẳn là hộ giá a cuối cùng nói chuyện là lương tư thấy cố kiêu bị diệp hành ăn đậu hũ xem bất quá mắt lập tức vọt tới diệp hành bên cạnh nói với nàng phải đi bên ngoài ngoạn nhi sao? Ta nói, tư tư, bình thường nhìn ngươi còn rất có nhãn lực một người, thế nào cho tới hôm nay không biết bản thân ở làm bóng đèn sao? Tư tư, ngươi cũng đừng chống đỡ, nhưng hành tử cho phép cất cánh tự mình đi. Du hình cùng Mai Đông cái sau vượt cái trước, một mặt ái muội xem xét Diệp Hành cùng Cố Kiêu. Diệp Hành thủ còn bị Cố Kiêu nắm, trên mặt hồng đến độ sắp lấy máu, dùng sức thu hồi chính mình tay, lại theo xe đạp cái giỏ khung lý cầm ba cái cặp lồng cơm ném tới này ba cái hại bạn trong lòng, ta là đi ra ngoài cho các ngươi mua ăn khuya. Không là ngoạn nhi. Nói xong cũng không xem các nàng, lại càng không xem cố kêu, trái lại tự chạy lên ký túc xá. Thiên, đột nhiên cảm thấy trong lòng là tràn đầy một chén cẩu lương làm sao bây giờ. Sau này lương tư nhường mai đông cùng du hinh trước thượng ký túc xá đùa giỡn. Diệp hành, nàng vẫn là giữ lại nói chuyện với cố kiêu ngươi đêm nay cùng hành tử đi ra ngoài ăn khuya ngữ khí không tính là rất hảo ánh mắt còn mang theo xem kỹ tuy rằng cảm thấy diệp hành tìm được một cái thích nàng nhân thật mừng thay cho nàng nhưng là nàng luôn cảm thấy bản thân giống như cao hứng quá nhanh trước kia cũng cảm thấy người nào đó cùng nàng thật xứng đôi nhưng là kết quả là được đến cái gì kết cục hiện tại cố kiêu như vậy chủ động tuy rằng không là chuyện xấu còn là hỏi rõ ràng một chút đi, nàng là nàng tối trân quý bằng hữu, không thể cứ như vậy làm ra vẻ mặt kệ. Buổi tối nàng chưa ăn cơm, mang nàng đi ra ngoài ăn có vấn đề gì? 20. Cố đồng học, ta kỳ thực chính là muốn hỏi ngươi một câu, ngươi đối hành tử là nghiêm cẩn đi. Cố kêu nhíu nhíu mày, ngươi nơi nào nhìn ra được ta đối nàng là không tiếp thu thật sự. Lương tư bị hắn này xinh đẹp trả lời cấp nghẹn nghẹn, đích xác, từ đầu đến cuối, cố kiêu làm cho người ta cảm giác đều thật nghiêm cẩn, thậm chí là thận trọng chuyện lạ, bất luận là chọn môn học trên lớp quyết đoán tổ chính phú, vẫn là sau này dịp hành nằm viện hắn tự mình đưa cháo, tự mình cùng nàng chiếu vị kính, lại đến gần nhất, bắt buộc nàng đúng giờ ăn cơm đợi chút, đều làm được cẩn thận, có thể nói bạn trai lực mắt ngược cẩu vô số điển phạm. Nhưng là càng là như thế này hoàng mỹ không thể soi mói, lương tư cũng là càng thêm lo lắng bởi vì Diệp Hành trước kia gặp được một cái sao cố kiêu chỉ có hơn chứ không kém người theo đuổi, tuy rằng là trung học thời kỳ sự tình, cũng là niên đại cửu viễn, nhưng là sau này bọn họ còn là vì đủ loại nguyên nhân mà không có đi cùng một chỗ, cũng không biết hành tử lúc đó hay không biết đối phương là thích nàng đâu. Châm chức dùng từ cùng muốn hỏi vấn đề, Lương Tư lại bắt đầu đặt câu hỏi, nói nàng vô lễ cũng tốt thế nào cũng thế, không dậy nổi khởi cố kiêu để kia thủy chung là lo lắng vậy ngươi có bạn gái hay không? Cố kiêu hiện tại cuối cùng là Minh Bạch Lương Tư muốn làm chút gì đó, không phải là tra gia hỏi trạch hỏi hắn có không hắc lịch sử sao? Bạn gái liền không có, chuẩn bạn gái liền có một, này tính sao? Cố đại học thần còn thật là tin tưởng 10 phần A, hành tử như vậy chậm nóng, ngươi tự tin ngươi có thể làm đêm nàng sao? Cố kiêu cũng là cười cười, có thể. Bạn gái trước có hay không? Không có tương lai cũng sẽ không có ám chỉ xem như thập phần rõ ràng lương tư không khỏi nhiều liếc hắn một cái thấy hắn ánh mắt chân thành tuyệt không tạp chất tức thì cảm thấy bản thân có phải không phải quá mức tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi phúc ngươi hỏi ta nhiều như vậy vấn đề ta có thể hay không hỏi hồi ngươi một cái ngươi hỏi đi hành tử đêm nay vì sao mất hứng mất hứng đến không ăn cơm còn nằm trên giường thả chủ động nhìn hắn trực tiếp trình độ thật là có nghiên cứu thêm cứu. Hình như là nói bắt giáo kiến trúc hệ muốn chuyển tới được sự tình sau mới đột nhiên liền mất hứng đi, lương tư cẩn thận nhớ lại, lúc đó nàng còn tại trong tiểu hắc ốc nói muốn hoàn thành mã tự. Nói tới đây kinh thấy không đúng, lương tư thốt nhiên thu thanh, giống như nhớ tới mổ ta thật sự tình, xong rồi. Ta biết nàng vì sao đột nhiên mất hứng. Cố kêu xem nàng, chờ nàng câu dưới. Lương tư ngắm ngắm hắn, thấy hắn một mặt chăm chú lắng nghe bộ dáng, trong lòng kỳ thực không quá tưởng đem việc này nói cho cố kiêu, bất quá hắn thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm, hành tử cũng chưa nói không cùng hắn lui tới cái gì, nói cho một chút đại khái hẳn là không có gì vấn đề lớn. Sửa sang lại một chút ý nghĩ, tiếp tục nói. Hành tử không thích nhất một đôi cậu nam nữ là ở Đại học Ca Lý đọc kiến trúc hệ, người nói bọn họ muốn theo bên kia chuyển đi lại, nàng làm sao vui vẻ đi nơi nào cậu nam nữ. Cố Kiêu ngẩng đầu nhìn nàng, đều nghiêm trọng đến dùng tới này từ. Cụ thể sự tình đều phải ngược dòng đến trung học, nhắc tới liền ảnh hưởng tâm tình, nếu ngươi thật sự là đối hành tử để bụng lời nói, tương lai không xa, nàng khẳng định hội chủ động nói cho của ngươi, ngươi yên tâm tốt lắm. Cố Kiêu lúc này không có hỏi nhiều, lương tư thật là nói rất có đạo lý, chính là suy nghĩ, nếu trung học thời điểm hắn không có xuất ngoại, như vậy sở hữu sự tình có phải hay không trở nên không giống với đâu? Bởi vì hắn mới vừa quen của nàng thời điểm, tuy rằng mặt manh nhưng là là một cái so hiện tại hoặc bát cấp hai cô nương. Lương Tư cảm thấy đêm đã khuya, không muốn cùng cố kêu nói nhiều lắm, bất quá trước khi đi vẫn là thần thần bí bí hỏi hắn. Ít đứng thủ vẽ đại xuất tịnh phi nhiêu có phải không phải ngươi a? À? Cố Kiêu nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, thật không có phủ nhận, ngươi phát hiện. Đương nhiên, ta cũng không phải hành tử, như vậy rõ ràng còn chưa có phát hiện thật đúng là mở heo môn tâm. Ngươi như vậy nói ngươi bạn tốt tốt sao? Cố Kiêu cũng nhịn không được nở nụ cười. Hừ, nàng luôn luôn đều là như thế này phản ứng trì độn, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho nàng chân tướng. Bởi vì nàng nhớ được Cố Kiêu ở trực tiếp khi nói qua muốn cho nàng tự mình nhận ra hắn, liền vô vị làm nhiều việc như vậy. Cảm ơn Cố kiêu chân thành nói lời cảm tạ, bất quá khi tất yếu ngươi có thể nhắc nhở một chút nàng, ta không để ý. Lương tư. Cho nên nàng đã nói cố đại học thần kỳ thực thật sự là một cái tâm cơ boy. Hai người sau đó phân biệt, cố kiêu nhìn theo lương tư trở lại ký túc xá thế này mới xoay người rời đi, tâm tình không thể nói rõ thật xấu. Lương tư trở lại ký túc xá sau, đều cơ bản là các làm các sự tình, du hình cùng Mai Đông ở ăn đóng gói trở về mì vàng thắng mặt, liên tiếp tán thưởng ăn ngon, Diệp Hành tự hồ có chuyện đang vội, thường thường đáp lại hai câu, ánh mắt vẫn là chăm chú vào trên màn hình, giống như ở cùng ai tán gẫu quy quy. Ký Linh Thật có lỗi biên tập thật to, thật sự không được, viết văn chỉ là của ta ham thích, tuy rằng viết ra thành tích, nhưng ta còn là kiên trì ý mình, không xuất bản không bán ảnh thị bản quyền, thỉnh tôn trọng của ta cá nhân riêng tư. Biên tập Nguyệt gặp Khóc lớn JPG khóc lớn. JPG ta cũng biết bản thân ép buộc làm khó người khác, nhưng là như vậy vĩ đại tác phẩm không xuất bản lời nói, thật sự là đáng tiếc. Ký Linh Này không thể trở thành ta buông tha cho nguyên tắc lý do. Ký Linh Việc dễ nói, nhưng là ta ký ở thủ hạ của ngươi thời điểm, không phải nói vô luận gì tình huống dưới đều tôn trọng cùng bảo hộ tác giả bản nhân riêng tư sao. Nếu thật là vì xuất bản phương lợi nhuận sự tình, như vậy thực thứ ta không thể phối hợp. Cố xem xem trên màn hình đối thoại, thật sâu thở dài một hơi, sớm biết rằng ký linh khó trị, nhưng là tư tiền tưởng hậu vẫn là ông thử một lần tâm tình tới đón xúc một chút hắn, không thể tưởng được thật sự bị cự tuyệt, thả tự tuyệt như vậy không nể mặt. Nhưng là nàng thủ hạ tác giả, tối hồng, kêu gọi lực mạnh nhất là hắn, đương nhiên cũng có khác thuộc loại hồng tác giả, khả là từ đâu phương diện mà nói, đều là so ra kém ký linh tiêu sái cùng hắn ở thế giới xem đắp nặng thượng làm người ta hướng về. Nếu muốn một lần thắng được cái kia đánh cuộc, nàng không nghĩ mạo hiểm, bởi vì nàng thật sự là rất nhớ đó cái vương bác đảng hướng nàng xin lỗi, chính miệng hướng nàng xin lỗi, nói hắn hiểu lầm nàng. Cho nên, nàng chỉ có thể thắng, không thể thua. Nhưng là hiện tại ký linh cự tuyệt, cự tuyệt còn như vậy không nể mặt, tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, còn là cảm thấy không cam lòng a. À chẳng lẽ thật sự sẽ đối hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra ý đồ sao? Như vậy nghe qua có thể là càng thêm không chịu nổi đi. Chính rối rắm gian, di động đột nhiên truyền đến chấn động, có tân vi tính tin tức, điểm đánh đến xem, cư nhiên là cái kia vương bác đảng phát đến bạn tốt tăng thêm thỉnh cầu, thiên. Da mặt có hay không lại hậu một chút a à. Cố sên oa nhất bụng hỏa, dương mắt liền thấy ký linh phát đến một cái, 88, biểu cảm, Càng thêm cảm thấy bản thân tiến nhập màu đen thứ sáu. Diệp hành ở bên kia cũng không có tức thời hạ quy quy, Mà là nhớ tới diệu ngữ liên châu cái kia xã trưởng nói tịnh phi Nhiêu nói muốn liên hệ lên bản thân mới bằng lòng họa tranh minh họa Chỉ có đổ bộ Uy Bộ tìm được diệu ngữ liên châu xã trưởng Tiến hắn chủ trang xem xét Tự nhiên nhìn đến điều thứ nhất trí đỉnh Uy Bộ Diệu Ta là xã trưởng Thiên triệt Hôm nay là đệ bảy thiên kêu gọi ký Linh V Lại không hồi phục ta thật sự là muốn cậu mang theo. Diệp hành nhìn nhìn, lại đi hạ phiên. Diệu, ta là xã trưởng. Ký Linh V, mời ngài giống ngược ngài A Phỉ như vậy hung hăng ngược ta đi, mời ngài cho ta một cơ hội hát eo thon nhỏ đi, đáng thương. Diệp G, đáng thương. Diệp G, Diệp hành tại như vậy hơn của nàng tin tức trung cuối cùng vẫn là tuyển này một cái hồi phục. Ký Linh V, xã trưởng, ngươi liền chuẩn bị tốt hát eo thon nhỏ đi, chăm chú lắng nghe. 30 giây sau, tư tính nổ vang. Tới thật sự là mau. Diệp hành điểm đánh mở ra xem xét, quả nhiên là xã trưởng phát đến tin tức. Diệu. Ta là xã trưởng. Ký linh thật to, ngài rốt cục có rảnh lý tiểu nhân. Ký linh về. Bảo ta ký linh là đến nơi, tịnh phi nghiêu liên hệ phương thức cho ta đi. Diệu ta là xã trưởng. Hảo, ngươi xin chờ một chút, lập tức. Kích động. Di G -G, Diệu. Ta là xã trưởng. Nghiêu thật to bình thường đều dùng quy quy đến liên hệ công tác, đây là của hắn hào. 7896543, ký linh V. Bảy vị sổ quy quy. Diệu. Ta là xã trưởng. Ừ ừ, là đáp. Ký linh V. Nga, ta đây cùng hắn khơi thông một chút các ngươi phối âm cũng vất vả khuôn mặt tươi cười Diệu, ta là xã trưởng vất vả sẽ không vất vả chính là hy vọng thật to có thể cho ta phi ta một cái tốt kết cục đi bằng không thật sự là rất ngược tâm ký linh v ta phi ta là chính kịch dựa theo kịch tình hướng mà nói thôi ngươi có thể đoán được màn hình kia đầu xã trưởng mộng nằm tàu lại muốn viết bi kịch sao ký linh v sau đó ngươi có thể định cái ngày đến hát eo thon nhỏ ha ha diệu ta là xã trưởng nhược nhược hỏi một câu hiện tại ta thu hồi phía trước lời nói có thể chứ ký linh v thôi kỳ thực ngứa cũng không sai diệu ta là xã trưởng khóc lớn G, khi ta chưa nói quá đi. Đóng quay bộ sau, dịp hành phục chế quy quy hào liền hơn nửa tịnh phi nghiêu, tịnh phi nghiêu ảnh bán thân phi thường trừ tượng, xem không hiểu, hơn nữa sau phỏng chừng đối phương không nhanh như vậy hồi thêm, vốn định nhìn một chút tép, chuẩn bị một chút ngày mai muốn lên khóa, mấy ngày nay kỳ thực đều bại đãi không có ngày khởi đi sớm đọc, ngày mai nhất định không thể lại nhàn hạ. Diệp hành ở ban đầu thời điểm chẳng phải đọc thương anh chuyên nghiệp, là vân theo ca ca ý nguyện bị bắt đi đọc tài chính chuyên nghiệp, vốn chính là toán học cặn bã, thi cao đẳng khi toán học thành tích lại là kém cỏi nhất, hiện tại làm cho nàng tiếp tục đọc cùng toán học có liên quan, quả thực là sắp của nàng mệnh. Nhưng là ca ca so nàng đại 7 tuổi, cha mẹ từ nhỏ vội công tác không làm gì bất kể nàng, cho nên đều là ca ca dạy nàng, khi đó điểm xuất ra căn bản vô pháp phản kháng, cuối cùng chỉ có thể căn cứ của hắn ý nguyện vào tài chính chuyên nghiệp. Khi đoạn ngày nhớ tới thật đúng là sống không bằng chết. Lại nhắc đến còn thật dọa người, nàng còn bởi vậy hoạn thượng hậm hực, xem qua một đoạn thời gian bác sĩ tâm lý, sau này. Sau này là vũ phát quái gỡ cùng biến thái, tranh thủ vòng vo hệ sau mới tốt một chút. Hiện đang nghĩ đến thật sự là cảm thấy kia đoạn thời gian bản thân rất ngây thơ, nhưng là có như vậy một cái ca ca, mà lại coi nàng như vậy yếu đuối tính cách, giống như được đến như vậy kết quả cũng là đương nhiên chính là tiền phương lộ còn xa lắm, nàng muốn xem càng nhiều hơn phong cảnh. Chính miên mang suy nghĩ, quy quy ảnh bán thân liền lóe ra đi lên, tịnh phi nghiêu chủ động hồi bỏ thêm nàng, còn phát đến một cái khuôn mặt tươi cười. 21. Tốc độ nhanh như vậy. Diệp hành lẩm bẩm một câu, vốn nghe lương tư còn có xã trưởng ý tứ, này tịnh phi nghiêu hẳn là rất lớn bài mới đúng, thế nào hôm nay bỗng chốc liền hơn nữa. Thuận tiện thông tri một tiếng lương tư tư tư, tịnh phi nghiêu ta hơn nữa. Cái gì cái gì? Ngươi hơn nữa hắn. Lương tư đã ở ăn mì vàng thắng mặt, nâng nhất chén lớn mì vàng thắng mặt mồm miệng không rõ cút đi lại, cút đến phía sau nàng, quả nhiên thấy nàng đang ở cùng tịnh phi nghiêu tán gẫu. Là nha, ta trước cùng hắn tâm sự, nhìn hắn muốn làm gì đi. Hảo qua hảo qua, lương tư cùng gật đầu, không thể tưởng được ngươi động tác nhanh như vậy a, à, còn tưởng rằng ngươi không nghĩ thêm hắn hắn thanh âm rất êm tai a à. đại tỷ thanh âm dễ nghe không thể trở thành ngươi vứt bỏ dè dặt vứt bỏ cao lớn thượng lạnh lùng hình tượng lý do đi nhưng hắn thanh âm thật sự rất êm tai a à. thực sự đem trong tay mì vàng thắng mặt chụp đến trên đầu nàng xúc động ký linh tịnh phi nghiêu nhĩ hảo a à, ta là ta phi ta tác giả ký linh nghe nói ngươi tìm ta khuôn mặt tươi cười jiperg tịnh phi nghiêu ân, là ta tìm ngươi. Ký Linh Vậy ngươi suy nghĩ giải nhất chút gì đó. Chi nha, bên kia Ký Linh tin tức vừa gửi đi đi lại, ký túc xá môn liền mở, tiêu dật khoa trương thanh âm lập tức truyền tiếng vào, nằm tàu. Lão Tam, trọng rãi lấy nha, liền mấy mấy giờ không thấy, làm sao ngươi liền vào giáo nội quan vi hót Nói xong liền cùng Giang Lan cùng nhau đi đến. Cố kêu nơi tay trước tiên cũng không quay đầu lại nói một câu trên bàn có bữa ăn khuya thừa dịp nóng ăn đóng gói thời điểm đương nhiên là đem bạn cùng phòng phân đều mang theo ngao ngao lão tam hiện tại vì lưu muội thực là chuyện gì đều làm được xuất ra lý tiệp sáng sớm sẽ trở lại chính nâng nhất chén lớn mì vàng thắng mặt ở ăn cũng phân ra tiêu giật theo như lời cái kia quan vi đúng là cố kiêu ở giáo ngoại quán nhỏ đương thượng anh hùng cứu mỹ nhân cái kia vẫn xứng thượng duy mỹ đối diện tranh minh họa xây dựng không khí táo điểm quả thực là tê ra giáo báo tân độ cao. Chật chật chật, lão tiêu, ngươi xem bọn hắn cho nhau thâm tình đối diện ánh mắt. Tự mang phối nhạc thanh khởi, hai người thâm tình đối diện, tình thâm thâm vũ mông mông. Sau đó lắc lắc tràn đầy đầu tiết tóc ngắn. Tóc dài phiêu phiêu đầu. Đổi phối nhạc, ta muốn này thiết bổng có tác dụng gì? Đem chân đặng trên bàn, vuốt ve. Áo sơ mi trắng. Đại chân dài lại đổi phối nhạc càng tao càng ngứa a a ma sát ma sát ma sát ma lý tiệp đình chỉ vuốt ve đùi uy uy tiêu dật ngươi họa phong không đúng của ngươi hình dung cũng không đúng trong ký túc xá thường thường xuất hiện loại này quần ma loạn vũ cảnh tượng cố kêu mặc kệ bọn họ chính là bớt chút thời gian hồi phục một câu ký linh tịnh phi nhiêu ngươi đối của ta giải có bao nhiêu ký linh của ngươi thanh âm rất êm tai còn bỏ thêm ba cái dấu chấm than, cố kêu không khỏi ở màn hình tiền mỉm cười Giang lan vừa đúng quay đầu thấy này mê chi tươi cười đánh cái rùng mình a à, uy kêu ca ca buổi tối khuya không cần như vậy ngây ngô cười tốt sao còn tưởng rằng đi nhầm phiến tràng rồi sau đó đi qua thống thống hắn uy ngươi lần này không là nghiêm cẩn đi cố kêu lần này không thể không quay đầu nhìn hắn ngươi nơi nào nhìn ra ta không là nghiêm cẩn. Giống như đã từng quen biết trả lời vẫn là đem Giang Lan cấp nói được nghẹn nghẹn, ngươi trung học khi không là thích một cái nữ hài sao. Khi đó ta cùng ngươi bất đồng giáo cho nên cũng không biết nàng là ai, hiện tại ngươi là buông tha cho nàng sao. Cố kiêu chỉ có cao vừa lên học kỳ ở thành phố ép nơi này ngây người một đoạn thời gian, rồi sau đó liền xuất ngoại đi tân Tây Lan, mãi cho đến cấp 3 nghỉ đông mới trở về, tham gia thành phố ép nghệ khảo, sau này mới cùng hắn một chỗ thi được đại học ca. Bất quá đồng dạng là nghệ thuật thí sinh, nhân gia trình độ nhưng là cao hơn hắn ra không thôi một điểm hai điểm. Lúc đó còn tưởng rằng hắn hội ở lại nước ngoài sẽ không về đến đâu, hại hắn ảm đạm thật dài một đoạn thời gian, không thể tưởng được vẫn là đã trở lại, bất quá trở về điểm thật sự là thật xấu hổ cũng được. Nhưng là Cố Kiêu liền là như thế này một người, thường thường cho không có khả năng bên trong sáng tạo ra khả năng cấp 3 chỉ còn lại có một cái học kỳ phụ lục thời gian, rõ ràng ngay cả quốc nội nghệ khảo lưu trình cũng không phải đặc biệt quen thuộc, khả hắn chính là bằng bản thân họa sĩ còn có siêu cường nhận năng lực thu hoạch nghệ khảo hạng nhất. Nếu muốn ở ngàn vạn phút trong tác phẩm trổ hết tài năng, suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố. Khả hắn cũng là làm được, Phong Đạm Vân Kinh làm được. Hơn nữa hắn còn không có dùng ở nước ngoài lấy quá thế giới thưởng tác phẩm thêm phân. Mẹ nó quả thực nghịch thiên. Người so với người so người chết a? À. Nàng chính là nàng. Cố Kiêu vẫn là ngắn gọn đáp ra vài, rồi sau đó không đợi Giang Lang hỏi hắn, liền đuổi hắn trở về ăn mì. Mà hắn thôi, đương nhiên là tiếp tục tán gẫu, ly Ao, Thiên, Mây a. À. Tịnh Phi nhiêu. Mặt đỏ. gờ trừ bỏ thanh âm dễ nghe sẽ không khác sao? Ký Linh. Ta có xem qua của ngươi trực tiếp họa sĩ siêu tốt. Ký Linh Ngươi là am hiểu hắc bạch đường công hội họa sao? Thật không tốt họa. Tịnh Phi Nhiêu Ngươi có xem qua ta trực tiếp sao? Thật sự là vinh hạnh A, hắc bạch đường công thật là không tốt lắm biểu hiện, nhưng là bất việt. Ký Linh Di, ta giống như phát hiện cái gì thật chân tướng, cười to. Di cố kêu ở bên kia cũng nở nụ cười, có thể tưởng tượng đến nàng đã ở màn hình tiền cười khẽ bộ dáng. Tịnh phi nhiêu, ta cũng có nhìn ngươi tiểu thuyết, đều là bi kịch, gần đây càng là ngược ra sinh mệnh không thể thừa nhận nặng, vì sao muốn viết như vậy ngược a? Ký linh, nghiêm túc mặt, diệp bình thường vấn đề này ta là không trả lời, một cái tác giả luôn có sáng tác ý đồ, cũng sẽ ở chuyện xưa trung bày ra bọn họ tam xem cùng đối sự vật chân chính ý tưởng ta nhận thức vì cái này chuyện xưa hẳn là bi kịch thì phải là bi kịch. Ký Linh Ngươi cho rằng ta ở ngược bọn họ sao? Kỳ thực ta cũng không phải như vậy cho rằng, chính là dựa theo tình thế phát triển đi viết đi đắp nặng mà thôi, không có gì buồn vui chi phân. Nghỉ ngơi một hồi lâu, cố kiêu mới phát ra một cái tin tức. Tịnh Phi Nghiêu, Thật to, ngài thực tùy hứng, bi bi. Dịp gợt dịp hành bị nghẹn một chút, lại phát ra tin tức. Ký Linh. Tùy hứng sao? Có khỏe không, cho nên ngươi bây giờ còn có cái gì muốn giải? Tịnh Phi Nghiêu. Muốn giải hơn đi, mới biết được một ít đại khái. Ký Linh. A, à, còn muốn tiếp tục tán gẫu sao? Cố Kiêu cảm thấy nàng không có gì tính nhẫn nại, nhìn nhìn đồng hồ, mới 10 điểm 30, thời gian kỳ thực còn sớm. Bất động thanh sắc hỏi. Ngươi có việc bận sao? khi lần sau tán gẫu đi. Ký Linh Thật sự là thật có lỗi, cùng ngươi tán gẫu vẫn là rất cao hứng, nhưng là ta hôm nay đắc tội một người, ta muốn ngẫm lại ngày mai ăn cái gì mới được nằm sắp. JPG không cần nghĩ, nàng đắc tội nhân là bản thân, phi thường tốt tâm tình phát ra một đóa hoa đi qua, lại phát ra một cái tin tức. Tịnh Phi Nhiêu Vậy được rồi, lần sau tán gẫu, thật to cần phải đối người nào đó để bụng điểm Nga. Ký Linh. A, à, Tịnh Phi Nghiêu. Khuôn mặt tươi cười. Diệp tốt lắm, ta cũng có việc bận, 88 hoàn toàn không nhường nàng có bao nhiêu hỏi đường sống, liền sửa vì ẩn thân trạng thái. Cho nên hắn là đã biết nhất chút gì đó. Diệp Hành xem câu kia, đối người nào đó để bụng điểm, ngẩn người một lát, này Tịnh Phi Nghiêu thế nào cũng thích trong lời nói có chuyện. Kế tiếp một tuần, Diệp Hành đều trở nên cực kỳ bận lục hơn nữa cũng không biết có phải không phải biên tập nguyệt gặp ở ngày nào đó buổi tối mở ra tân thế giới đại môn, trừ bỏ thông thường thúc giục càng cùng tham thảo tác phẩm ở ngoài, ban ngày đêm đen vô luận nàng ở tuyến vẫn là không ở tuyến, đối phương đều sẽ phát đến đòi nàng đồng ý xuất bản tin tức, thuyết minh xuất bản các loại ưu việt đợi chút, nói được dịp hành không nề này phiền. Đầu một hai thứ thấy còn có thể lễ phép cự tuyệt, mặt sau thấy quả thực là bắt đầu không nhìn, nàng còn tại suy tư về nếu Nguyệt gặp còn như vậy quấy rầy nàng, dao động của nàng ý chí lời nói, tính toán chuyển tổ hoặc là mặt khác tìm khác biên tập. Thật sự là rất tử triền lạng đánh có hay không? Cứ như vậy ở các loại bận rộn trạng thái hạ nên đón thứ sáu buổi tối, sớm đổi mới hoàng, liền thu được cố kiêu vi tính. Phi Nhiêu Ngày mai chúng ta đi thành đông khu dân quốc cũ trạch lý nhìn một cái. Linh Vũ Ký Linh Phi Nhiêu Phù ngạch, quên sao? Kiến trúc sử nghiên cứu đầu đề nha. Sao bản đen? Linh vũ ký linh. Cũng sao bản đen? Không có quên, nhưng là ngày mai không rảnh rỗi. Phi nhiêu. Chuyện gì? Linh vũ ký linh. Ca ca ở Hải Đức Quảng Trường có sách mới tuyên bố hội, mời ta đi xem. Phi nhiêu. Khi chu thiên. Linh vũ ký linh. Phải về nhà bồi nải nải cùng nàng đi tiêm. Cố kêu ở bên kia hơi hơi nhíu mày, lại gửi đi. Nga, kia chỉ có thể lần sau hẹn. Thời gian cũng không xem như rất nhiều, ngươi phải xem thông qua một chút thời gian cho ta này bị thai nha, đáng thương. Diệp dịp hành dở khóc dở cười, biên ở trên máy tính hồi phục biên tìm tòi hải đức quảng trường ở nơi nào, ngày mai nàng kỳ thực còn muốn đi tiếp nãi nãy tiếp qua đi hải đức quảng trường, bởi vì ca ca mời không thôi nàng một cái. Linh Vũ Ký Linh. Xấu hổ. gợt làm sao ngươi cũng học hội bán manh nha, nói bản thân là bị thai thật sự là hiếm thấy. Phi Nhiêu. Còn không phải người nào đó bức, cùng lưu nước mắt. gợt Linh Vũ Ký Linh. Hoa hồng đỏ. gợt hoa hồng đỏ. gợt đưa ngươi hai đóa hoa, đừng khóc, tuần sau khẳng định liều mình bồi quân tử. Phi Nhiêu. Vậy một lời đã định câu ngón tay. Zipper vì thế. Cuối tuần. Tuy rằng không có ước hẹn, nhưng cố kiêu vẫn là kiên trì 6 điểm 30 rời giường, 7 điểm đi ra cửa chạy bộ đi. Đại học ca kỳ thực rất lớn, dọc theo toàn bộ vườn trường chạy một vòng có thể đem ngươi mệt đến nằm sắp xuống. Kim đồng hồ chỉ ra chỗ sai đến 7 điểm 45 phân, đã chạy đến một chỗ giáo sư khu dân cư xuống dốc chỗ, chạy xong đoạn này lộ đại khái liền hoàn thành hôm nay nhiệm vụ nhưng là chạy chạy lại nghe thấy mặt sau có chó sủa thanh âm, còn chưa tới kịp quay đầu nhìn, liền thấy dưới chân có một diện mạo xinh đẹp đại chanh cô lỗ lỗ cút đến hắn bên chân. ôi, linh vũ đừng chạy a, à, cam đừng cút a. À. lập tức truyền đến nhất lão nhân vô cùng lo lắng thanh âm, cố kêu trong lòng lột bột một tiếng. sẽ không như thế đúng dịp đi. hắn ngừng lại, thấy một cái màu cà phê biên mục chạy tới bên cạnh hắn ngừng lại, trong miệng còn ngậm một cái cam rồi sau đó hắn mới từ sườn dốc thượng thấy một vị tập tỉnh mà đến lão nhân, lão nhân một tay dẫn theo một cái gói to, một tay còn lôi kéo một chiếc đi thị trường mua thức ăn tiểu kéo xe, thần thái khẩn trương. Cố kêu chú ý tới là lão nhân trên tay gói to đã mặc cái đại lỗ thủng, bên trong gì đó tất cả đều lậu xuất ra. Hắn nhìn nhìn trong tay nhặt được cam, trong lòng mặt một lát, lại cúi đầu nhìn nhìn ngồi sổn bên cạnh hắn biên mục, cậu cậu đã đem cam thả xuống dưới, Chính vương đầu lưỡi một mặt tươi cười xem hắn. Ôi, tiểu tử, ngươi có biết nữ sinh ký túc xá đi như thế nào sao? 12-31-22 Cố kêu xem vị này đi lại mặc dù có điểm nhi tập tỉnh, nhưng là tinh thần chấn hưng lão nhân, lại nhìn ngồi sổn bản thân bên chân màu cà phê biên mục, đã đoán được thân phận của nàng, còn thật sự là thật không ngờ dịp hành nãi nãi sẽ đến đến nơi đây. Bất động tiếng động hỏi xin hỏi nãy nãy là muốn tìm nơi nào nữ sinh ký túc xá? Đại học ca lớn như vậy, ký túc xá cũng không chỉ nhất đống. Ách, ta cháu gái năm nay đọc đại tam, thương anh chuyên nghiệp, ngươi có thể biết nàng ở nơi nào trụ sao? Nàng là họ dịp sao? Có phải không phải kêu dịp hành? Nghe xong của nàng miêu tả sau, hắn là hoàn toàn xác định vị này bà cố nội là ai thân thuộc. Ôi! Tiểu tử, ngươi nhận thức hành tử sao? Diệp nải nải lập tức nở nụ cười, một mặt hòa ái hiền lành, như vậy không hề đề phòng tươi cười tổng làm cho hắn nhớ tới Diệp hành. Cố kêu xoay người giúp nàng đem cam đều nhặt lên, bị linh vũ cắn quá cái kia tách ra đi phóng, đúng vậy, chúng ta là cùng một lần, bất quá ta là học mỹ thuật tạo hình, nàng trụ ký túc xá cách nơi này còn có một đoạn khoảng cách, nếu không ta làm cho nàng đi lại. Hôm nay Diệp Hành là nói muốn đi nàng ca ca sách mới tuyên bố hội, theo lý mà nói nàng sẽ không lừa bản thân, nhưng là hiện tại của nàng nãy nãy xuất hiện tại nơi này là chuyện gì xảy ra? Ai nha nha, tiểu tử, ngươi đừng nói cho hành tử. Diệp nãy nãy thấy hắn lấy điện thoại cầm tay ra đã nghĩ phát vi tính cấp Diệp hành, lập tức lôi kéo của hắn tay áo, sốt ruột nói. Là ta này lão thái bà vụng trộn đến, nàng cũng không biết. Nhưng là chỗ này trường học thật sự quá lớn, rất nhiều địa phương cũng không đồng dạng, đều không biết đường là chính ngài muốn tới. Đúng vậy, hành tử hôm nay nói muốn cùng ta cùng đi xem nàng ca ca sách mới tuyên bố hội. Diệp nãy nãy nói xong, trên mặt toát ra một tia hướng tới cùng chờ mong, có thể là cô độc lâu lắm, hôm nay khó được có thể xuất ra một chuyến, ngay cả ngữ khí đều là nhẹ nhàng. Cố kêu xem của nàng tươi cười, đột nhiên có một tia xót xa, cũng không nói thêm nữa nhất chút gì đó, khiên quá nàng trong tay xe đẩy tay, linh vũ trên người không có bộ cẩu mang, phỏng chừng là biết bản thân vô pháp khống chế nó cũng nói không chừng, cho nên cố kiêu tương đối tò mò dịp nải nải là thế nào đến. Thần thần bí bí làm cho hắn cúi đầu, ghé vào lỗ tai hắn nói. Ta riêng sớm một chút nhi xuất môn ngồi tàu điện ngầm đến, mang phó kính râm, nắm linh vũ có thể ra người mù A, ta đây cái lão thái bà có phải không phải thật thông minh. Cố kiêu. Luôn có một loại dịp hành tương lai lão rất bộ dáng tức thị cảm nhưng là kỳ thực ngồi tàu điện ngầm đến nói, có cái tàu điện ngầm khẩu là rất gần dịp hành sở trụ ẩn dấu biển, bất quá đã dịp nải nải lạc đường, khẳng định là không biết cái kia tàu điện ngầm khẩu thôi. Thu thập xong này nọ sau hắn vẫn là ở phía trước dẫn đường, tuy rằng không muốn nói cho dịp hành, cho nàng một kinh hỷ, nhưng là cố kêu xuất phát từ cẩn thận khởi kiến, vẫn là phát ra một cái tin tức cấp dịp hành, làm cho nàng chạy nhanh đi lại cùng bọn họ hội họp. Phi Nhiêu Rời giường sao Linh Vũ Ký Linh Ta ở nhị đống nơi đó thần độc, thế nào? Phi Nhiêu Khuôn mặt tươi cười Di chăm chỉ đứa nhỏ, ngoan Phi Nhiêu Ta sáng nay chạy bộ, ngươi đoán ta ở giáo lộ trình gặp ai? Linh Vũ Ký Linh Nghi hoặc Di cầu giải nghỉ ngơi một lát, dịp hành liền thu được cố kêu phát đến một cái coi thường tầng, một cái lão nhân cùng một cái biên mục đi cùng một chỗ bóng lưng Linh Vũ Ký Linh thiên. Ngươi xem thấy ta nải nải cùng của ta cậu. Phi nhiêu. Mỉm cười. Dịp gờ đúng vậy, thật sự là thật đúng dịp A. À. Linh vũ ký linh. Các ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta lập tức đến. Cố kiêu lập tức nhìn nhìn bốn phía, báo một chỗ chỉ. Phi nhiêu. Cây cọ thụ giáo trên đường. Cần phải nhanh chút Nga, sắp tới ngươi ký túc xá dưới lầu. Linh Vũ Ký Linh. Hảo, chờ ta 10 phút. Ta đã chạy tới. Ngươi chiếu cố hảo ta nải nải. Cùng của ta cậu A A A A. Cố kêu thấy nàng liên tiếp A A A A, trong lòng cười cười, này cô nương, khi nào thì đều nhớ kỹ của nàng cậu A. À. 10 phút sau, Diệp Hành thân ảnh xuất hiện, một thân hưu nhàn trang, phía sau lưng cái túi sách, đâm cái đuôi ngựa, vội vã chạy tới, Linh Vũ Đại Khái là nhận được bản thân chủ nhân, lập tức trưng trưng vài tiếng cũng tiến lên, dịp nãi nãi thấy, Linh Vũ Linh Vũ vài tiếng sốt ruột kêu to, bất quá thấy rõ ràng người đến là nhà mình cháu gái sao, không khỏi nghiêng đầu nhìn cố kêu liếc mắt một cái, tiểu tử, là ngươi làm cho ta gia cháu gái đến sao? Đúng vậy, cố kêu thừa nhận, trên mặt Thủy Trung mang theo mỉm cười. Nãi nãy sẽ không trách cứ ta đi. Khi đổ sẽ không, tiểu tử thực sẽ vì nhân suy nghĩ nha. Cố kêu cười cười, dịp nãy nãy không để ý vậy là tốt rồi. Tác giả có chuyện muốn nói. Này ba chương là tới tới lui lui sửa chữa rất nhiều lần, mới sửa tương đối vừa lòng. Công ty không thể thượng ngoại võng, tùy thời sẽ có người kiểm tra ngươi dùng máy tính dấu vết, cho nên ta chỉ có thể hy sinh buổi tối ngủ thời gian đến thân V, khổ bức A, ha ha. Bất quá có thể thượng giá thật sự là thật cao hứng, ở không có tới di di phía trước ta là luôn luôn tại chờ chờ cơ hội. Chờ đợi bản thân có cũng đủ thực lực mới đi lại, 5 năm trước ta kỳ thực có thể ký ước nơi này, nhưng là ta buông tha cho cơ hội, 5 năm sau rồi trở về. Thôi, thứ nhất bản viết vô cùng nhân ý, nhưng là ta còn là nghiêm cẩn ở viết. Vẫn là câu nói kia, một quyển viết không tốt vậy viết 2, ba 4 bản. Luôn luôn cảm thấy di di là cái tốt lắm bình đài, chỉ cần ngươi có não động là có thể viết ra không cần sợ hãi không ai xem không cần sợ hãi sẽ như vậy như vậy bởi vì các ngươi khoan dung độ đều rất cao ở trong này học được rất nhiều này nọ tìm được rất nhiều linh cảm hy vọng ta còn có thể nơi này xem thấy các ngươi cúi đầu cảm ơn spoiler cố kêu cái điệu dịp giai điện thoại cái gì loại chuyện này thật sự là quá sung sướng bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 28 Nê Hầu Tái Lôi A A Ha Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương Nê Hầu Tái Lôi A A Ha Lúc này, Diệp Hành đã cùng Linh Vũ cùng nhau đã chạy tới, thiếu nữ trên mặt tràn đầy tươi cười, bởi vì chạy đến cấp, trên trán đều là mồ hôi, có vài sợi tóc dính vào trên mặt của nàng, có một loại khác loại thanh xuân sức sống. Trưng trưng, Linh Vũ lại kêu vài tiếng, nhìn ra được nó thật hưng phấn. Cố kêu giúp nàng đẩy ra rồi trên mặt vài sợi tóc, lại lấy ra một khối sạch sẽ bố khăn giúp nàng lau mồ hôi, ánh mắt chuyên chú mà nghiêm cẩn, chạy vội vã như vậy. Khụ khụ, vừa đúng nhận thức lộ. Rồi sau đó liền nghiêng đi đầu, tiếp nhận của hắn bố khăn bản thân sát đứng lên. Dịp nãy nãy đưa bọn họ hỗ động từ đầu đến cuối đều xem ở trong mắt, không có quấy rầy cũng không có thúc dục, giống như thông qua này ngắn ngủn một màn đưa bọn họ tâm tư cùng quan hệ đều nhìn thấu. Dịp nải nải ghét điểm kỹ năng cũng rất mạnh a à, sau này mấy người vẫn là đi đến một gốc cây dưới đại thụ, tìm được một trương ghế dựa ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút. Dịp hành hỏi trước nhà mình nải nải, nải nải, hôm nay không là ta đi tiếp ngươi lại đi hải đức quảng trường sao? Chính ngươi thế nào đến đây? Dịp nải nải theo tay kéo trong xe xuất ra nhất túi nóng rác bánh bao đưa cho nàng, lại tà nàng liếc mắt một cái, hừ, ngươi như vậy sẽ không chiếu cố thân thể của chính mình, không đến xem ngươi cho ngươi đưa điểm này nọ như vậy sao được. Diệp hành mặt đỏ, biết nhà mình nãy nãy nói là kia sự kiện. Kia chính là ngoài ý muốn, hiện tại không là tốt lắm sao. Nói xong đem bánh bao đem ra, trước cho một cái cố kêu, cố kêu tự nhiên là tiếp nhận, cũng nói một tiếng cảm ơn. Nhưng nhìn hướng của nàng thời điểm vẫn là mang theo một tia vi diệu cái loại này ánh mắt giống như xem thấu của nàng hết thảy, đem nàng cả người đều nắm giữ trong tay cảm giác. Thiên! Nàng mới không cần làm tôn ngộ không? Ảo não quay đầu, cắn một ngụm bánh bao, phát hiện bên trong là lưu sa hãm, hương vị vẫn là nàng thích nhất túy tiên lâu, thành phố ép chính tông nhất Quảng Đông trà bánh. Thật sự là thật chính A, à, nãy nãy tốt nhất. Diệp hành hiếp mắt tự đáy lòng tán thưởng, còn kéo đi nhà mình nãy nãy một chút. Cố kêu xem nàng hưởng thụ biểu cảm, yên lặng đem của nàng ham thích cấp nhớ vào trong lòng. Dịp nãy nãy lần này đến đã là chuyên môn mang đồ tới, cho nên kia chiếc tiểu kéo xe quả thực là một cái trăm bảo túi, bên trong gì đó cái gì cần có đều có, đại đa số đều là dịp hành thích ăn gì đó, có lẽ thực cũng có hoa quả, tóm lại hoa cả mắt, mai không thắng cử. Xem ra dịp nãy nãy thật sự là rất thương yêu này cháu gái. Nãi nãy, một mình ngươi muốn bắt nhiều như vậy này nọ, Vừa muốn mang theo linh vũ là thế nào tới được nha? Diệp Nãi Nãi theo bản năng cùng Cố Kiêu nhìn nhau cười, đáp: Bí mật. Diệp Hành Phát giác manh mối, nhíu mày, nhìn phía Cố Kiêu, "Ngươi biết cái gì đúng hay không? Vì sao ngươi hội ngộ đến của ta nải nãy, nãy? Là đã xảy ra sự tình gì?" Uy hiếp ý tứ hàng xúc 10 phần. Nhưng Cố Kiêu thủy chung nhưng cười không nói, Thái Sơn áp đỉnh mà không thay đổi sắc. Cuối cùng vẫn là dịp nãi nãi xem không trôi qua, cảm thấy tiểu tử này tỳ khí thật sự là hảo, bắt đầu trợ giúp cố kiêu, hành tử, là ngươi nãi nãi lạc đường, tiểu tử này vừa đúng nhận thức ngươi, gọi ngươi tới được. Ngươi sẽ không cần ý vào nhân gia tiểu tử thích ngươi mà bừa bãi khi dễ hắn đi. Này không phù hợp dịp gia da huống a. À. Dịp hành. Quy a quy cố kêu như cũ nhưng cười không nói. Ngươi kết quả có cái gì ma lực vì sao người người thấy ngươi sau đều che chở ngươi? Sau này bọn họ tiếp tục đi về phía trước, bởi vì thời gian vẫn là rất sớm, đánh giá của nàng bạn cùng phòng còn chưa rời giường, đem Linh Vũ mang theo đi cũng không thập phần thích hợp, nhưng là đem nó ở lại dưới lầu lại luyến tiếc. Tư Tiền tưởng hậu không nghĩ ra một cái nguyên cớ đến, nhưng là tiếp đến ca ca điện thoại, hỏi nàng dùng không cần hắn phái người đi tiếp nàng cùng nãi nãi. Đương nhiên là không cần thiết tuyên bố hội buổi chiều mới bắt đầu, nàng cùng nãy nãy còn có càng chuyện trọng yếu phải làm đâu. Vì thế đánh bạo cự tuyệt, quy, ca ca, cũng không cần, như thế này ta còn muốn cùng nãy nãy đi xem quần áo đâu, mau nhập thu, phải thay đổi quý. Ngươi cùng nãy nãy cùng đi sao? Diệp dai ở bên kia đã đi trình diện trên đất, chính đang chỉ huy công nhân đáp đài, thanh âm có điểm ồn ào, liền của ngươi nhận thức lộ trình độ, ta cũng lo lắng vẫn là tìm người mang bọn ngươi đi thôi. Không cần thiết, ca ca, ta nghĩ mang nải nải hảo thú vị. Bên này Diệp Hành khuyên bảo bản thân ca ca, bên cạnh Diệp nải nải liền cùng cố kêu tán gẫu đi lên, tán gẫu vấn đề không vượt ngoài là gia đình dân cư thân gia hay không trong sạch đợi chút, Diệp giai đối cố kêu thanh âm dữ dội sâu sắc, bỗng chốc chợt nghe ra cố kêu ở Diệp Hành nơi đó, nhịn không được lãnh quát một tiếng, thật đúng là buồn cười bên kia cái kia đăng đồ lãng tử làm sao lại đăng đồ đến ngươi nải nải trước mặt. Diệp hành, ta cảnh cáo ngươi A, à, ở đại học muốn giỏi giỏi đọc sách, không cần nhận thức này tam ngô thức thất nhân, nhất là lần trước ở bệnh viện thăm bệnh cái kia tên, thấy hắn liền không thoải mái. Ca ca, ngươi. Ngươi nghe. Diệp hành nuốt nuốt nước miếng, biết bản thân ca ca khống chế dục lại nổi lên, vốn định giải thích vài câu, nhưng có lẽ của hắn thanh âm quá lớn tiếng, bị cố kêu nghe thấy, một phen đoạt quá di động của nàng, đối với microphone bên kia nói. Quy, là Diệp ca ca đi. Ta là cố kêu. Diệp hành cùng Diệp nãy nãy có ta ở đây sẽ không lạc đường, mời ngài yên tâm tốt lắm. Chúng ta hội đúng giờ tham dự ngài sách mới tuyên bố hội, ngài liền không cần lo lắng. Rồi sau đó, liền trực tiếp cái dịp giai điện thoại. Ngươi ngươi ngươi. Diệp Hành xem bản thân hát điệu di động màn hình lại nhìn hướng cố kiêu, hơi hơi trương trương môi, quả thực cảm thấy bản thân muốn khóc, thiên A, à, từ nhỏ đến lớn nàng đều không có như vậy đối diện bản thân ca ca, hắn cư nhiên cứ như vậy phá ghi lại. Nhưng là cảm thấy bản thân có một loại sắp muốn cẩu mang dự cảm làm sao bây giờ o r z z Diệp nải nải kỳ thực cũng đem cố kiêu vừa mới động tác xem ở trong mắt, nàng nhân ải, vỗ vỗ cánh tay hắn, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, lợi hại của ta tôn nữ tế diệp hành quy a à quy làm sao lại dây biến tôn nữ tế nãi nãi quá khen cố kiêu thần thái tự nhiên cũng không biết là diệp nãi nãi xưng hô có cái gì bất đồng sau đó hắn đưa điện thoại di động bồi thường diệp hành nói với nàng như thế này ta và các ngươi cùng đi chứ diệp hành còn tại ngẫn người cố kiêu đã dắt linh vũ hướng nam sinh ký túc xá đi nàng vừa nhìn thấy lập tức phản ứng đi lại phàn trụ cổ tay hắn đưa hắn xả đến một bên đợi chút làm sao ngươi đem của ta cẩu cấp khiêng đi rồi giúp ngươi phân khinh gánh nặng nha sau đó nhìn nhìn linh vũ là đi linh vũ rưng rưng linh vũ vương đầu lưỡi mỉm cười không đúng không đúng diệp hành lắc đầu kém chút bị hắn vòng đi vào ta là nói như thế này ngươi không cần theo chúng ta cùng đi ta hôm nay vừa khéo có rảnh cùng các ngươi có vấn đề gì thật đúng là nói được thật tự nhiên nha. nhưng là nhưng là ngươi minh biết rõ ca ca ta không thích ngươi a. À. cho nên ngươi là đang lo lắng ta sao? cố kiêu còn tưởng rằng nàng cố kỵ cái gì, không thể tưởng được là bởi vì chuyện này. sờ sờ tóc nàng đỉnh, hảo tâm tình cười cười, ngoan, đại nhân chuyện, tiểu hài tử sẽ không cần quản. hôm nay ngươi an tâm cùng nãi nãi cùng nhau chơi đùa nhi là tốt rồi. ta hộ giá. rồi sau đó nhìn nhìn thời gian còn nói thêm. Nửa giờ sau ta tới nơi này tiếp các ngươi. Diệp hành còn tại ngẩn người, điều này cũng trách không được nàng, bởi vì nàng chưa từng có tiếp xúc quá cố kiêu loại này được một tất lại muốn tiến một thước, ba phần nhan sắc thượng đỏ thẩm, da mặt so với giấy da hậu, không có một lần ấn lộ số ra bài thả nhìn ngươi thời điểm đều thập phần chân thành nhân. Thiên! Có loại muốn tài trên tay hắn cảm giác làm sao bây giờ? đến cuối cùng đương nhiên là một lời đã định diệp hành mang theo nải nải thượng bản thân ký túc xá làm cho nàng trước ngồi của nàng vài cái bạn cùng phòng đã thức dậy ở mặt quần áo trang điểm vừa nhìn thấy diệp hành mang theo của nàng nải nải trở về ào ào nhiệt tình tiếp đón thuận tiện cáo diệp hành nhất trạng diệp nải nải cũng thật thích diệp hành này vài cái tiểu đồng học theo xe đẩy nhỏ lý xuất ra đủ loại đồ ăn vặt nhường diệp hành phân cho các nàng du hình dường ở nàng đối diện liếc mắt một cái thấy nàng để lại nhất túi lớn đồ ăn vặt xuống dưới, muốn thừa dịp không ai chú ý thời điểm nhét vào trong tủ quần áo, chỉ có tủ quần áo đủ đại, nháy mắt biết có miêu ngấy, lập tức cao giọng kêu la, ôi ôi ôi, dịp đồng học ngươi ở làm gì? Làm gì tư tàn đồ ăn vặt không lấy ra chia sẻ? Này ở trong ký túc xá là muốn bị trừng phạt. Dịp hành lưu lại kia túi đồ ăn vặt thật sự là quá lớn, tạp ở tủ quần áo trong môn không ra không tiếng, hiện tại bị du hinh vừa nói như thế chậm rãi mặt đỏ lên xem nàng bị nắm bao đáng thương bộ dáng thật đúng là mau muốn khóc dịp nãy nãy xem nhà mình cháu gái biểu cảm như có đâm chiêu khả năng hành tử là muốn đem đồ ăn vặt lưu cho vừa mới cái kia đưa ta vào tiểu tử đi tiểu tử du hinh nhanh nhất phản ứng đi lại một phen ôm lấy dịp hành bả vai là cố học thần sao cửu thành cửu đúng rồi lương tư vừa xoát hoàng nha xuất ra định đoán. Xem ra sắp chuẩn bị hồng bao. Ta đây cái lão thái bà cũng chờ mong ngoan cháu gái con rễ rượu. Quy A à Quy lúc này thật sự là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Sau này dịp hành thay đổi nhất bộ quần áo, như cũ là ngày thường giảng lược phong trang điểm, nhìn xem du hinh một mặt nhíu mày, hành tử, ngươi cùng cố học thần ước hội, còn mang theo nải nải, cứ như vậy mặt đi ra ngoài giống như không có gì thành ý đi. Diệp Hành nhìn nhìn bản thân tê, sớt trắng thêm quần dinh, hồi tưởng vài cái cố kêu thái độ, hắn không ý kiến gì a. À. Thiên. Bọn tỷ muội, ngươi xem nàng, ngươi xem nàng, nhiều không có thành ý, hắn không ý kiến gì chẳng lẽ ngươi sẽ không cần nghĩ đi thay đổi bản thân sao? Nói xong mặc kệ Diệp Hành, trực tiếp đẩy ra nàng, mở ra của nàng tủ quần áo giúp nàng đông chọn tây nhặt đứng lên, nhưng là phát hiện trừ bỏ thuần một sắc giảng lược phong quần áo ở ngoài không có một cái là thuộc nữ nhất quan đánh mất váy. Phù ngạch, thật đúng là sáu. Du hình, ngươi liền coi như hết, tri tâm bạn tốt lương tư ra tiếng, hành tử, ngươi hôm nay không là muốn hòa nải nải cùng đi mua quần áo sao. Thuận tiện chọn vài món đi, đều 21, còn ăn mặc giống học sinh tiểu học như vậy, cố học thần rất nhiều người truy, phải cẩn thận của ngươi địa vị. Diệp hành. On. Nhưng là ta mặc manh A, à, kỳ thực mặc cái gì đều không quan hệ đi, dù sao ta đều không biết bản thân được không được xem. Bất quá câu này phản bác lời nói nàng cũng chỉ dám ở trong lòng bản thân nói với tự mình, bằng không. Đối mặt như vậy mãnh liệt tình cảm quần chúng, nàng hội lập tức bỏ mình. Tác giả có chuyện muốn nói. Hôm nay thật sự là quá mệt, không làm báo trước trước. Cảm ơn các ngươi đặt. Ra ngoài ta ngoài dự đoán là có người đặt. Tuy rằng nhân không nhiều lắm, nhưng ta còn là hội nỗ lực viết. Cảm ơn. Còn có, ta thật sự là không soát vân, không soát tức chứa, không soát phiếu vân vân, cho nên không cần đi cử báo ta cái gì. Làm phiền đạo văn đồng hài tự trọng, cho ta điều sinh lộ đi, cao vê tiểu thiên sứ cũng liền mười mấy cái tệ nhất chương, làm gì đâu. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 29 Thiên Mã Hành không nói vừa thông suốt. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương Thiên Mã Hành không nói vừa thông suốt, các ngươi cũng đều không hiểu nàng. Mai Đông lắc lắc đầu, đột nhiên ra tiếng, hành tử mặt manh A, à, theo nàng mặc kiện T, sớt cùng không có mặt là giống nhau. Ngươi nói là đi, hành tử. A A A A, Mặc quần áo vẫn là không đồng dạng như vậy. Nàng đều nhanh muốn điên rồi cuối cùng vẫn là thay đổi một bộ thoạt nhìn hơi chút có điểm thuộc nữ quần áo, nghĩ nghĩ vẫn là mặc vào giày thể thao, trên lưng đang phản, mang theo nải nải xuất phát. Ta cút đi, buổi tối cho các ngươi mang ăn ngon. Cùng các nàng nói lời từ biệt sau, dịp hành liền cùng nải nải xuống lầu. Quy, tư tư, ngươi nói lấy hành tử như vậy thô thần kinh, có thể yêu đương sao? Lương tư nổi giận biểu môi, phải tin tưởng cố học thần. Mai Đông gật đầu. Yêu đương luôn so tướng chỉ tìm lực cổ đơn giản. Thiên. Thật đúng là tam câu không rời cổ phiếu a. Cố Kiêu đã nắm Linh Vũ chờ ở dưới lầu, xem Diệp Hành một bộ võ trang trang điểm, còn trên lưng đang phản, không khỏi hỏi nàng, hôm nay ca ca ngươi tuyên bố hội yếu ngươi thợ khéo nhân. A. À. Diệp Hành nhìn nhìn bản thân đồ lao động quần Dinh suy sụp hạ kiên, thật sự. Thật sự rất khó xem sao. Cố Kiêu nhìn nàng sau một lúc lâu chính là thật ý vị thâm trường cười cười không nói gì hắn này tươi cười xem ở trong mắt diệp hành chỉ có một loại ý tứ hàm xúc khi đó là nàng ăn mặc thật sự thật không có thưởng thức cố kêu vốn định lái xe chở các nàng đi cũng không thể lại nhường nải nải trang manh linh vũ trang đạo manh khuyển đi người nào đó rầu rĩ không vui ngồi trên sau tòa xoa linh vũ tóc vẫn là lấy điện thoại cầm tay ra đăng nhập quầy bộ ở mặt trên phát ra một cái tin tức ký linh về. Mặt manh nhân ngay cả mặt mình đều nhận thức không ra, có tất yếu trang điểm sao. Đánh xong sau lại giúp linh vũ chiếu một tấm hình phóng đi lên, sau đó điểm kích phát đưa. Lúc này cố kiêu đã giúp nải nải chụp hảo dây an toàn, quay đầu đi hỏi Diệp Hành, muốn đi đâu? Hoa trung quảng trường ngươi nhận thức lộ sao? Nơi đó có đủ loại quần áo, có thể giúp nải nải chậm rãi chọn. Ok, không thành vấn đề, cố kiêu gật gật đầu, kia ngồi ổn, chúng ta xuất phát. Nửa giờ sau, đến hoa trung quảng trường, đang đợi cố kêu dừng xe thời điểm, cũng có rảnh nhìn xem ủy bộ hồi phục, vẫn như cũ là oai lâu oai lợi hại. Ta mới là Linh Vũ. Sofa. Trưng trưng, chủ nhân buổi sáng tốt lành. Ngươi là giúp cái kia thần bí mặt manh gơ hỏi sao? Ta là Linh Vũ. Trên lầu tránh ra. Thật to, mặt manh gơ như vậy phiền toái lời nói, không cần lo cho nàng là tốt rồi, nhiều thân ái ta liền hội quên của nàng. 3. Tình yêu Dipg trong truyền thuyết ký linh thích mặt manh gơ. Ký linh lão công, tuy rằng ta mặt manh, nhưng ta còn là muốn dùng bản thân tốt nhất một mặt hiện ra ở ngươi trước mặt A, à, liếc mắt đưa tình. Dipg liếc mắt đưa tình. Dipg hơi lạnh. Cười trộn. Dipg không cần rối rắm, mua mua mua. Hoa 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 nữ vì duyệt mình giả dung a đại bảo bối không rõ chân tướng người qua đường giáp trên lầu ngươi là ở kéo thù hận sao không rõ chân tướng ăn qua kỹ đồng ý trên lầu cách nói ta muốn đổi tử nàng diệp hành on mặt manh thật sự là thật phiền a hoa trung quảng trường tuy rằng là thành phố ép tiêu chi nhất nhưng là tại đây cái náo nhiệt phồn vinh tiêu bên cạnh là có một cái lão phố mang nải nải đến mua quần áo tự nhiên là một cái mục đích, nhưng là mang nàng quay lại tìm thân thăm bạn cũng là một cái chủ yếu mục đích. Nải nải có lẽ là rất sớm phía trước là ở trong này cuộc sống, trước kia chân chẳng còn lưu loát, dịp gia gia còn tại thời điểm, hai người bọn họ thường thường hội kết bạn tới nơi này nói chuyện phím ăn ăn trà, sau này gia gia ốm chết, nải nải cũng rất ít xuất môn. Cho nên dịp hành mới không muốn để cho ca ca nhân mang theo các nàng dạo phố đâu, nào có cái gì lạc thú sau này cố kiêu cũng thấy được ký linh phát cái kia uy bộ cười ở mặt dưới vô giúp vui hồi phục một cái tịnh phi nhiêu v vô luận đánh không trang điểm đều đẹp mắt đương nhiên ta là đồng ý lâu 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 thượng đã bị người đổi đã chết hơi lạnh đồng hài cách nói dù sao nữ vì duyệt mình giả dung thôi sau đó vốn rất nóng nháo oai lâu cũng oai đến Tây Bá Lợi Á đi một cái ủi bộ bởi vì thủ vẽ đại xuất tịnh phi nhiêu một cái trả lời mà trở nên càng thêm khó bề phân biệt hỗn độn không rõ. Tịnh phi nhiêu hạng nhất phan. Nhiêu thật to, ngươi có phải không phải đi nhầm phiến tràng. Phiên bản ký linh. Nhà. Nam thần cùng nam thần không là thông đồng ở cùng nhau thôi đi đi đi. Ta là của ngươi tiểu kiều thê. Anh anh anh, phu quân muốn ký linh đại lão gia không cần ta sao ta chờ cho ngươi thật khổ a à. đúng là diệu ngữ liên châu xã trưởng cũng thấy được bọn họ hổ động nhớ tới phía trước bản thân đột nhiên phát hiện bí mật cho nên hiện tại trận này có một không hai tam quốc luyến hiện tại là muốn chính thức bắt đầu tiết tấu sao luôn cảm thấy yên hỏa vị thật sạch a à. thủ ngứa ở mặt dưới cùng lâu diệu ta là xã trưởng Ta là tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi nói cơ trí thông minh ta kỳ thực sớm phát hiện chân tướng. Câm miệng. JPG câm miệng. JPG dục biết tình hình cụ thể nhớ được muốn chú ý dịu ngữ liên châu kịch xã bộ -A, A. Chuyên nghiệp thông đồng nghiêu thật to 5500. Trên lầu ngươi này đánh quảng cáo, tránh ra. Chuyên nghiệp thông đồng ký linh 5500. Cái kia ai, xã trưởng là đi, Ta nhớ được ngươi còn khiếm chúng ta một hồi trực tiếp hát eo thon nhỏ hiện trường A, đừng cho là ta không biết nội tình. Sau này Diệp Hành đương nhiên không có lại nhìn mặt sau hồi phục, bất quá tịnh phi nhiêu hồi phục nàng là thấy, nhưng là ở bên ngoài không tốt hỏi hắn biết nhất chút gì đó, thu hồi di động, mang theo nải nải chuyên chú chụp ảnh cùng dạo quần áo đi. Kỳ thực hiện tại thời gian thượng sớm, nơi này một cái phố cũng rất dài, thả kiến trúc rất nhiều đều là dân quốc thời kỳ lưu lại, thập phần có hương vị. Cho nên Diệp Hành liền bắt đầu thủ ngứa, không chỉ có giúp nãi nãi chụp ảnh, cũng giúp Linh Vũ còn có. Cố Kiêu cùng nhau vỗ chiếu. Đương nhiên, chụp Cố Kiêu là chụp ảnh, chính là Cố học thần màn ảnh cảm thật sự là tốt lắm a, à, liền tính không xem màn ảnh cũng phi thường thượng kính. Cố Kiêu nhìn xem nàng xem ảnh chụp một mặt ngây ngô cười, không khỏi nắm Linh Vũ đi đến phía sau nàng. Vừa đúng thấy nàng đem ảnh chụp dừng hình ảnh ở vỗ bản thân một trương mặt trên, để sát vào nàng, hà hơi như lan, không thể tưởng được hành tử có chụp ảnh xoái ca ham thích. Dịp hành liền phát hoảng, không nghĩ tới cố kêu đột nhiên ra tiếng, càng trọng yếu hơn là hắn tiếng nói trầm thấp cực kỳ lưu nhân, so giọng thấp pháo còn muốn treo chọc nhân tâm, vồ liên tục máy ảnh thủ cũng không ổn, trung lên máy ảnh liền muốn rơi xuống. Thiên Nàng rốt cục biết cái gì kêu thanh sắc lưu nhân thật hiểm mắt thấy đang phản liền muốn tạp đến trên đất cố kêu tay mắt lanh lẹ cũng không biết diệp hành suy nghĩ này đó có hay không đều được cánh tay dài theo phía sau nàng duỗi ra giúp nàng nâng máy ảnh tránh cho bi kịch phát sinh cẩn thận một chút nha nói xong câu đó thời điểm mới phát hiện bản thân cùng nàng trong lúc đó tư thế là thế nào ái muội hắn trực tiếp là từ phía sau nàng đem nàng cả người hoàng ở tại trong lòng hắn cao hơn nàng ra một đầu có thể dễ dàng nhìn đến nàng phát đỉnh có hai cái đáng yêu toàn, hơi hơi xúc động, như là cuộc cường cẩu đuôi thảo. Ánh mắt xuống chút nữa di, là nàng từ bạch nhất tiệt cổ, mượt mà vành tai, gió nhẹ chậm rãi thổi qua đến, trung động tấn biên phát. Bỗng nhiên cảm thấy động tình, hắn thấy của nàng nhĩ mũi nhọn mạt danh kỳ diệu đỏ, hồng thật sự khả nghi. Rất muốn hôn nàng làm sao bây giờ? Ân. Nhìn một chút. Không, nhẫn không xong hành tử. Hắn như cũ duy trì ở nàng sau lưng hư hoàng trụ của nàng tư thái không hề động, nhẹ nhàng hoáng một tiếng. Ân. Ừ. Diệp hành cũng phát hiện bọn họ hai người tư thái thật ái muội, phủng tốt lắm mấy ảnh đã nghĩ về phía trước đi ra vài bước, nhưng là hắn đột nhiên gọi lại nàng, chỉ có trước quay đầu nhìn hắn muốn làm chút gì đó. Không hề dự triệu một trương hoàng mỹ không tì vết khuôn mặt tuấn tú phóng đại ở trước mắt, đồng tử hơi hơi mở to, nàng chỉ có thể nhớ được hắn bên môi một chút không rõ ý tứ hàm xúc cười, rồi sau đó bên môi giống như bị một căn ấm áp lông chim nhẹ nhàng phất qua, rất nhẹ rất nhẹ phất qua, dây lát liền biến mất không thấy. Hắn buông ra nàng, ở làm chuyện xấu sao. Nàng thậm chí có thể nghe thấy hắn ở nàng bên tai rung động ra một tiếng cười khẽ. Thiên. Diệp hành hậu tri hậu giác che bản thân môi, hắn vừa mới hắn vừa mới. Trưng trưng, Linh Vũ ngồi sổn nàng bên chân, ái muội khuôn mặt tươi cười giống như đang nói. Chủ nhân, không cần hoài nghi, của ngươi nụ hôn đầu tiên vừa mới là bị người cướp đi. Sinh không thể luyến on ngay cả của nàng cậu đều biết đến. Kế tiếp một cái buổi sáng, Diệp Hành đều không yên lòng, xem cố kiêu khi thì đối bản thân nải nải mỉm cười sườn mặt rất muốn xông lên đi tấu hắn một chút. Mãi cho đến giữa trưa, cố kiêu tiến đến nàng bên cạnh, hỏi nàng như thế nào? Là mệt mỏi sao? Nói xong còn lấy ra tân khăn tay vì nàng xoa xoa cái trán hãng. Diệp hành xem hắn lại lấy ra một cái tân khăn tay, nhớ tới buổi sáng hắn cũng là xuất ra khăn tay vì nàng lau mồ hôi, cũng bất chấp thẹn thùng, không khỏi ngạc nhiên nói. Ngươi vì sao có nhiều như vậy khăn tay? Xem qua an e hải sắc vi i -e n t e r n không có. Không có. Cùng điện ảnh có quan hệ gì sao? Bớt chút thời gian xem xem ngươi rồi sẽ biết. A. À, thần bí như vậy. Cố kêu cười cười không đáp lời, mà là nói sang chuyện khác, "Con bà nó quần áo mua xong, chúng ta đi ăn cơm." Hiện tại không sai biệt lắm 12 điểm, ca ca sách mới tuyên bố hội buổi chiều 3 điểm bắt đầu, thời gian cũng không sai biệt lắm. Diệp Hành gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Này hai đoạn linh hoạt đối thoại nhưng là thổi tan tác một ít mới vừa rồi khô nóng nàng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vốn định kêu nãi nãi cùng rời đi, nhưng là lâm lúc đi có cái cầm lấy đang phản người ngoại quốc đột nhiên kêu ngừng bọn họ, dùng đông cứng tiếng trung thỉnh cầu. Xin hỏi, nề manh có thể hay không? Có thể hay không? Câu nói kế tiếp hắn thế nào đều không thể nói ra, dịp hành thấy hắn nói được gian nan, trực tiếp dùng tiếng Anh cùng hắn đối thoại, you can speak English to US. Oh, great. Người nước ngoài rõ ràng thật cao hứng, đem đang phản một tấm hình cho bọn hắn xem, y túc this photo just now. And it is very fantastic, so y dê to tết a photo to you now. May y. Diệp hành trong lòng có điểm nhi không tốt lắm dự cảm, hắn nói giúp bọn hắn vỗ một tấm hình, sẽ không là kia trương 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 đi. Cố kêu liền đứng ở bên cạnh nàng, đã thấu đi qua nhìn, lập tức hào không bụng xỉn tán thưởng. Ô oh, Amazing. It so great. Minh deliver this photo to me. Yes. Người nước ngoài nghe thấy của hắn tán thưởng cảm thấy thật cao hứng, bất đắc dĩ, Diệp Hành chỉ có cũng thấu đi qua nhìn một cái, quả nhiên thấy cố kiêu ở hôn trộn bản thân khi bị chụp ảnh xuống dưới ảnh chụp. T, T có thể hay không làm cho nàng đi trước tử vừa chết, so, may y. Người nước ngoài lại không hề xấu hổ, như cũ cầm máy ảnh nóng lòng muốn thử tác giả có chuyện muốn nói thứ sáu công ty học hàng năm tương nhiên vượt qua học hàng năm nhưng là ở nestle làm thật sự là rất mệt trận này hôn diễn nhìn xem còn thích sao ta thật sự là đặc biệt thích này mấy chương ngược cẩu ngọt a à, ha ha spoiler cố kêu đổi bộ quần áo mới cho ta xem bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 30. 30. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương Isatili Cố kiêu thay thế Diệp Hành trả lời Sau này cùng hắn tiến thêm một bước khơi thông mới biết được Hắn là áo địa lợi lữ hoa một vị nhiếp ảnh gia Thích chụp Trung Quốc phố cảnh Nhất là cổ kiến trúc Vừa mới ở tảo phố thời điểm vừa đúng chụp hình đến cố kiêu hôn môi Diệp Hành ảnh chụp Lại xem thấy bọn họ bồi nải nải mua quần áo còn muốn có một cái thật nghe lời linh động biên mục ở bên cạnh đi theo, hắn đã nghĩ làm cho bọn họ chụp ảnh chung một trương lấy kết thúc lần này lữ trình. Chính là, vị này nhiếp ảnh gia thế nào lấy cảnh đều cảm thấy không quá thích hợp. Hắn đi lên phía trước đến, chỉ chỉ dịp hành trên người đồ lao động khố, nói với nàng. Thác is not suitable for you. If you don't, t i e g lai to a new shirt. A. Dịp hành liền phát hoảng, cùng cố kiêu lít nhau. Hắn nói muốn một bộ quần áo mới cho ta nha, người ở ngoại quốc đãi quá, người ngoại quốc đều như vậy. Bốc đồng sao? Cố kiêu đối nàng cười cười, ý bảo nàng phóng khoáng tâm, cùng hắn nói nhỏ hàng huyên một lát sau, biết được của hắn ý đồ là cảm thấy dịp hành khí chất kỳ thực là càng thích hợp mặt được giống nàng nải nải trên người mặt thay đổi sườn xám, như vậy thoạt nhìn hình ảnh sẽ càng thêm hài hòa. Được rồi, cho nên nàng là muốn mặc sườn xám sao? thật bất khả tư nghị a. À. Sau này người nước ngoài càng là dẫn bọn hắn đi một gian đính làm sườn xám cửa hàng, chỉ vào một bộ thâm quần hoa sắc the hương vân mặt liêu sườn xám nói với bọn họ. It is this, so beautiful. Nhà này sườn xám điếm tên là Tố Cũ, đã là một nhà 50 lớn tuổi điếm, nói đến đúng dịp là sườn xám điếm lão bản cùng nãi nãi là nhận thức, lập tức nhiệt tình tiếp đón bọn họ tiến vào nãy nãy tự nhiên là cùng người quen cũ trong nhà dài ngắn, mà Diệp Hành xem kia bộ sườn xám phạm vào nang, xin giúp đỡ dường như nhìn về phía cố kiêu, ta có thể hay không không mặc a? À. Này rõ ràng không là của nàng xì si tai được không được. Người nước ngoài ánh mắt không sai, có thể thử xem xem. Cố kiêu miễn cười xem nàng cho nàng cổ vũ, sau đó liền thôi nàng tiếng buồn thay đồ. Này một ván, Diệp Hành cầm sườn xám hoàng bại sau này vẫn là bị bắt mặt thử xuất ra, này sườn xám chính là mùa hè khoảng tiền sắt, quả thật tháng 9 phân thành phố ép vẫn là nóng kinh người, cho nên này sườn xám là đến cẳng chân vị trí, cơ hồ là vô cánh tay thiết kế, hai cái tim bạch tế cánh tay vô thố dắt làng váy, bán cúi đầu, thập phần ngượng ngùng, này, này váy thật là quá ngắn. Cố kiêu chỉ cảm thấy nàng theo buồn thay đồ lúc đi ra một cái chớp mắt biến hóa họa phong, theo dẫn theo sơn đi soát tường công nhân bỗng chốc xuyên việt thành dân quốc môn việt quý tiểu thư gò má đỏ ửng vừa đúng ô hát. excel người nước ngoài mạnh chụp khởi trưởng đến trong mắt đều là thưởng thức chi ý lôi kéo diệp hành liền muốn đi ra ngoài diệp hành thật sự cảm thấy hắn là nhiệt tình quá độ nhìn nhìn bản thân trên chân hài mặc giày thể thao đi chụp ảnh thật sự tốt sao cố kiêu cũng chú ý tới vấn đề này nhịn không được bật cười linh đến xứng bộ này sườn xám dày cao gót đến ngồi xổm trước mặt nàng hỏi nàng mặc mấy hào dày? bảy cố kêu nhìn nhìn mã sổ vừa đúng là bảy hào thử một lần hảo lên tiếng trả lời sau không đợi chính nàng động tác cố kêu liền chủ động giúp nàng cởi giày miệt ôi a à, lão trân ngươi này cháu gái có phúc khí tìm được tốt như vậy bằng hữu hiện tại không giống như là cổ đại trượng phu căn bản sẽ không nghĩ giúp tiểu thê tử đổi giày ngay cả chạm vào một chút chân đều ngại bẩn. Diệp hành. Quy a à quy, cho nên hiện tại thật là hiện đại. Có thể hay không không cần lại lưu nàng, nàng thật là hảo phương A. À. Cố kiêu đã đem của nàng giày thể thao cởi ra, Diệp hành vội vàng lui chân, trảm đinh tiệp thiết nói với hắn. Ta bản thân đến, ngươi thực không cần chuyện gì đều vì ta làm. Cố kiêu nắm chặt của nàng mắt cá chân, không hề để ý nàng, bắt đầu giúp nàng thoát tất chính là ngữ khí càng thêm trảm đinh tiệp thiết. Xem như đối với ngươi bồi thường đi. Nàng đấu không lại dịch nhiên dịch nổ mạnh cố học thần, tự động bỏ mình. Sau này mới biết được cố kêu lúc đó trừ bỏ tưởng bồi thường nàng ở ngoài, còn đột nhiên nhớ tới ta phi ta, lý một cái tình tiết, chính là nam nữ chủ rốt cục gặp mặt, nữ chính đi tới hiện đại, cùng nam chính gặp mặt. Nữ chính nhân trường kỳ nữ phẫn nam trang thả ở quốc gia hưng vong dưới tình huống, cho dù sau này tay cầm trọng binh, cũng chưa từng có hưởng thụ quá nữ tử hẳn là có đại ngộ. Hắn đau lòng nàng, tưởng đối nàng tốt, cho nên thừa dịp một lần thật ngẫu nhiên ước hội, hắn cho nàng mua xinh đẹp quần áo, cũng giúp nàng thay thoải mái thừa dịp chân giày. Nữ chính tại kia cái thời không bởi vì muốn giấu nhân tai mắt cho nên mặt giày đều là tắc tảng đá lấy thay thế nam tử hài. Hắn xuyên việc đến trong thân thể nàng khi mỗi lần mang giày luôn không thói quen ngay từ đầu còn chưa có cảm thấy nên vì đối phương làm chút gì đó, nhưng là sau này hắn quen thuộc nàng, thích nàng, mới nghĩ hắn nhất định phải mua đối thích hợp hài cho nàng mặc. Hiện tại cơ hội tới, đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Khi chính là tiểu thuyết tình tiết lý một đoạn ấm áp tiểu nhạc đệm, lúc đó còn xem khóc tiêu giật này bề ngoài phong lưu không kềm chế được đại lão gia nhóm, sau đó hắn cũng lại ý thức được ký linh sáng tác công lực, đem điều này tình tiết cấp bỏ vào trong lòng đương nhiên, hắn càng muốn đối dịp hành biểu đạt là Về sau dọc theo đường đi có ta Hắn giúp nàng thay xong giày, đỡ nàng đứng lên, lôi kéo nàng đến trước gương chiếu chiếu Thật sự là cảm thấy cảm giác mới mẻ Ô hát Gút Liền tương dạng đi Người nước ngoài đối này tỏ vẻ rất hài lòng Xuất ra bóc tiền liền muốn trả tiền Cố kêu lập tức ngừng hắn, có lẽ từ chối. Si Mi Gơn Phim so ít to pay for her. you really? You're a good fellow. Nói xong liền dựng lên một cái ngón tay cái. Này nhất thay quần áo dằn co gần nửa giờ, cuối cùng nhiếp ảnh gia rút cục như nguyện lấy thường làm cho bọn họ ở một chỗ đặc biệt có hương vị từ dân quốc cũ trạch cải tạo mà thành phục cổ quán cà phê tiền ngồi ổn, dọn xong po sớ, chụp được một bộ ảnh chụp. Cố kêu sau này nhìn ảnh chụp cảm thấy đối với màn ảnh Diệp Hành vẽ mặt kỳ thực không quá tự nhiên, nhưng là ngại ngùng thật sự có hương vị. Cùng người nước ngoài bỏ thêm vi tính, hy vọng hắn về sau có thể ảnh chụp truyền cho hắn. Diệp Hành ở chụp hảo ảnh chụp sau lập tức đi thay đổi quần áo, sau khi đi ra vẫn là mặt đỏ vô cùng, cố kêu nhìn xem nàng như vậy đáng yêu bộ dáng nhi thật là nhịn không được đậu nàng, có như vậy khẩn trương sao? Mặt còn rất hot a. À. Diệp hành nhịn không được trừng hắn liếc mắt một cái, đều tại ngươi. Làm cho ta quá khó khăn kham, hiện tại mặt ta cùng cánh tay đều là cứng nhắc. Ta đây cho ngươi xoa xoa được không được. Mới. Mới không cần. Nói xong liền che mặt mình lui về sau mấy bước. Ha ha, hành tử, ngươi thật là rất đáng yêu. Lúc này, góc đường tận cùng, nhất nữ hài kéo nhất nam sinh cánh tay hướng bọn họ phương hướng xem qua đi, gặp nam sinh không có đánh tiếp đón ý tứ, không khỏi lẩm bẩm một câu, di, kia không là hành tử sao. Còn thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được. Nam sinh kỳ thực từ lâu phát hiện bọn họ bóng dáng, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, liền dời đi ánh mắt, che lại đáy mắt hắc ám lưu quan. 25, buổi chiều 2 điểm 30, Hải Đức Quảng Trường. Kỳ thực mang theo linh vũ là không thể vào thương trường, nhưng là dịp giai thần thông quảng đại, vẫn là nhường nhân viên công tác cầm cẩu cẩu giấy thông hành xuất ra cấp dịp hành bọn họ. Nói là dịp giai sách mới tuyên bố hội, kỳ thực chính là dịp giai bày ra sách mới tuyên bố hội, lần này bày ra sách mới là cùng loại cho, này cổ quái lại làm cho người ta ưu thương quái vấn đề, kia loại hình, thuộc loại thú vị xã khoa sách ra cứu tịch, có đại bộ phận về hàng ngày cuộc sống vấn đề, vũ trụ một ít kỳ quái đoán nghi hoặc đợi chút, đều là từ nguyên tác giả cởi đáp. Quyển sách này ở không có xuất bản phía trước luôn luôn nhận đến chú ý, bởi vì nguyên tác giả bản thân ở vi tính thường có đặc hào, mỗi kỳ đều sẽ chọn lựa một ít vấn đề thú vị đi lên giải đáp, nhắn lại gửi thư đều rất nhiều, dịp dai luôn luôn đều tận sức cho loại hình này bộ sách bày ra cùng xuất bản, công ty tuyên truyền làm được chừng, nguyên tác giả lại có rất nhiều fan, cho nên tuyên bố hội còn chưa chính thức bắt đầu, tuyên bố hội hiện trường đã là người đến người đi, chật như nêm cuối nhân viên công tác cho bọn họ một người một cái giấy thông hành, lại dẫn bọn hắn đến thính phòng, dịp dai luôn luôn tại vội, vội vàng đánh một cái đối mặt liền lại đã hậu trường đi, vốn thấy nãy nãy cùng muội muội là thật cao hứng, nhưng là vừa nhìn thấy muội muội bên người ông bướm, lại đen mặt. Dịp hành suy sụp hạ kiên, ngay cả đồ lao động khố dây lưng đều trượt xuống. Cố kiêu đổ cảm thấy không có gì, đem của nàng dây lưng cấp nâng đi lên giúp nàng sửa sang lại hảo, cười hỏi, là đau lòng ta sao? Diệp hành trừng hắn liếc mắt một cái, mới không có, đừng trang điểm. Tôn nữ tế, ngươi không cần phải xen vào nàng ca ca, từ nhỏ đến lớn hắn đều như vậy hộ tể, bản thân cảm tình vấn đề không có xử lý tốt, còn đi quản người khác, quay đầu nải nải giúp ngươi giáo dục giáo dục hắn. Hảo, vậy trước cảm ơn nải nải. Cố kêu cười gật đầu đáp ứng xuống dưới, lại quay đầu hỏi Diệp hành, ca ca ngươi tên gọi là gì nha? luôn luôn cũng chưa cơ hội hỏi dịp dai gật gật đầu vốn đối tên này không ý kiến gì nhưng là đột nhiên hồi tưởng khởi một sự tình lại cụ thể hỏi là người nào dai khải thư dai dịp hành nhìn hắn hơi hơi nhíu mày bộ dáng hỏi hắn như thế nào cố kêu không trả lời ngay mà là đem trong đầu manh mối cấp xuyến xuyến mới ý vị thâm trường đối nàng cười cười ngươi đoán cùng cái gì có liên quan cùng ta tỷ tỷ có liên quan. Giống như cố kiêu, Diệp Hành bởi vì Diệp Giai cùng nàng kém 7 năm, cho nên luôn luôn đều không có cơ hội đào móc ca ca luyến ái hát lịch sử. Hiện tại như vậy nhiều manh mối cùng tin tức liên hệ đứng lên, hơn nữa vừa mới con bà nó một câu nêu lên, cũng lập tức đoán xuất ra, ý của ngươi là nói ca ca ta cùng tỷ tỷ ngươi có. Từng có tiên làm người biết một đoạn cảm tình. Thật có thể là. Cố kiêu gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, Bất quá ta tỷ tỷ là thật không thích hắn là được, nhưng là ta đoán nàng hôm nay khẳng định sẽ đến hiện trường. Vì sao? Không thích một người không là hẳn là tránh đi hắn sao? Thật giống như nàng, không thích một người nàng cũng sẽ không nghĩ đi gặp hắn a, à, liền ngay cả nhìn đến hắn đều muốn đường vòng đi. Tại sao không? Cố Kiêu nhịn không được liếc nhìn nàng một cái kỳ thực rất muốn thốt ra ngươi viết nhiều như vậy chuyện xưa hẳn là sẽ biết không bỏ xuống được vô luận qua bao nhiêu thời gian đều không bỏ xuống được. Thật giống như cố sên, sự tình hẳn là qua thật lâu, nhưng là ở gặp được hắn, nhắc tới của hắn thời điểm vẫn là vô ý thức nước mắt tràn mi, đây là không bỏ xuống được, còn thích của hắn biểu hiện A. À. Bất quá lấy dịp dai cái loại này thối tỳ khí, khống chế dục lại cường, phỏng chừng rất khó đỉnh thuận đi. Cho nên, nếu thật muốn đoạt về hắn tỷ tỷ lời nói tiêu phí công phu cùng khí lực sẽ không là thông thường đại tác giả có chuyện muốn nói một mười bốn phòng trộm tiểu các thiên sứ trúng mai phục cũng không cần nhanh ha chuyện xưa vẫn là có thể nhìn xem đem nơi này nói nói ta phòng trộm phương pháp chính là rạng sáng phóng phòng trộm hôm đó mười tám điểm tiền thay phòng trộm sau đó hội lại đổi mới nhất chương tân phòng trộm ngày thứ hai thay tân văn vẽ kỳ thực cùng bình thường 18 điểm đổi mới không có gì hai loại, đại gia vẫn là một ngày mua một lần như vậy thôi, thủ so tình yêu. JPG, sau đó thay sau, ta sẽ thuyết minh, khả mua hoặc đã thay chữ, hy vọng tiểu các thiên sứ đều nhiều hơn nhiều duy trì cùng lượng giải, bởi vì đạo văn thật sự là rất xương quyết. Hoàn toàn làm ta ngay cả cái trứng vịt muối đều mua không xong ăn. Cuối đầu, thật sự thật có lỗi với mọi người, bởi vì ta biết sẽ ảnh hưởng đại gia đọc thể nghiệm. PS. Trạng sáng 4 điểm không ai mua văn ta sẽ phóng phòng trộn cảm ơn. Hôm nay đã thay. Spoli. Diệp hành. Ta thiên, hắn cư nhiên biết của ta bình giữ bí mật mã. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.